Phần thứ hai, thực hành nhịn ăn và những tác dụng diệu kỳ. Một, hướng dẫn thực hành nhịn ăn. Ba thói quen cần biết. Cần phải nhịn ăn trong bao lâu? Kinh nghiệm nhịn ăn. Hướng dẫn nhịn ăn trong 24 giờ. Hướng dẫn nhịn ăn trong 3 đến 7 ngày hoặc 10 ngày. Những cơ chế lý tưởng cho hệ tiêu hóa. Hai, nhịn ăn chữa các loại bệnh. Nhịn ăn chống lại chất nhầy. Nhịn ăn để giảm cân. Nhịn ăn để tăng cân. Nhịn ăn tăng sức đề kháng. Nhịn ăn giúp trẻ lại. Nhịn ăn chữa các bệnh về tim mạch Khoa học của nhịn ăn Sự giải thích một cách cụ thể, nhịn ăn quen thuộc với con người và động vật từ sơ khai. Đối với những người nguyên thủy thì đó là cách duy nhất để chữa bệnh. Trải qua hàng trăm năm, con người vẫn nhịn ăn khi bị ốm hoặc bị thương, bởi vì bản năng tự vệ đã mách bảo anh ta. Cùng với nhịn ăn, các thảo dược được sử dụng với mục đích tăng lực và chống nhiễm trùng. Quan sát sự nhịn ăn trong hơn 50 năm nay, tôi đã thấy rằng, nó đã tạo nên những điều kỳ diệu đây không những là một phương pháp cổ nhất để đấu tranh với bệnh tật mà còn tốt nhất vì nó không có phản ứng phụ có hại đây là một phương pháp tự nhiên nhất để làm sạch cơ thể bản năng bắt một cơ thể bị tổn thương nhịn ăn là bản chất của các sinh vật sống các động vật bị ốm hoặc bị thương bỏ ăn là vì bản năng tự bảo vệ lớn hơn cái đói trong trường hợp này năng lượng sống bình thường phải dùng để tiêu hóa thức ăn sẽ tập trung vào nơi bị bệnh dùng nó để loại bỏ các chất có hại làm sạch cơ thể bản năng nhịn ăn mạnh đến mức nó giữ được quyền lực của mình đối với con người văn minh hiện đại. Nhịn ăn cũ như chính thế giới này. Từ lịch sử cổ xưa, chúng ta biết được rằng, từ xưa các môn đồ của các tín ngưỡng phương Đông đã sử dụng nghi lễ nhịn ăn, những người của nền văn hóa cổ đại cũng vậy. Nhịn ăn được thực hành không những để hồi phục lại sức khỏe và tuổi trẻ, mà còn để làm sáng láng tinh thần. Nhà triết học vĩ đại Pifago đã yêu cầu các môn đồ phải nhịn ăn 40 ngày, trước khi giảng cho họ những bí mật của triết học. Ông cho rằng, chỉ có nhịn ăn 40 ngày mới có thể làm sạch và chiếu sáng lý trí để có thể tiếp thu sự sâu sắc của những học vấn về bí mật của cuộc sống bây giờ cũng như thời xa xưa nhịn ăn không chỉ làm sạch cơ thể giúp cho cơ thể lấy lại sức khỏe mà còn tác động lớn lên tinh thần của con người nhịn ăn đánh thức lý trí tôi và các học trò của mình đã nhịn ăn một cách kiên quyết có ý thức và đã mở rộng được cánh cửa đến sự hoàn thiện tinh thần và trí tuệ nếu như tôi đọc một quyển sách thì nội dung của nó in sâu vào trí não tôi như tôi đang giữ nó trước mình tôi có một trí nhớ máy ảnh chỉ cần sau 3 ngày nhịn ăn, bạn đã nhận thấy dường như rũ bỏ được tấm màn bao phủ lý trí. Bạn bạn có thể suy nghĩ một cách logic hơn, quyết định vấn đề một cách vững vàng hơn. Những vấn đề mà trước đây cảm thấy nghiêm trọng, giờ trở thành rõ ràng và đơn giản. Sau khi nhịn ăn bạn sẽ không sợ gì cả. Những vấn đề mà trước đây bạn lo lắng, thì giờ lý trí của bạn vượt qua một cách dễ dàng. Kết quả của chương trình nhịn ăn của bản thân tôi là sự cân bằng bên trong của lý trí. Tôi cảm thấy yên tâm hơn, bình tĩnh hơn. Tôi tìm thấy sự yên tĩnh với bản thân và thế giới. Làm sạch thân thể và tâm hồn, bạn sẽ thấy mình cao hơn, sẽ trở thành một cá thể biết suy nghĩ tích cực. Trí nhớ sắc bén như lưỡi dao lam, bạn có thể nhớ các tên tuổi và chi tiết của những sự kiện xảy ra với bạn rất nhiều năm trước đây. Bạn sẽ trở nên có khả năng hơn trong việc tự trang bị kiến thức cho mình. Chính vì học thức là sự chuẩn bị đến với đời, là chính cuộc đời. Sự hoàn thiện của tinh thần và lý trí là một mục đích vĩ đại mà chúng ta, những con người cần phải đặt ra cho mình bằng cách đó nhịn ăn tác động lên chúng ta từ ba phía, các bạn làm sạch được mình về thể xác, trí óc và tinh thần. Và kết quả cuối cùng là bạn được được hưởng thụ một đời sống khỏe mạnh, trí óc sáng suốt. Trí óc của bạn sẽ giống như một miếng mút thấm, nó thấm vào trong nó mọi kiến thức và sự kiện mới. Và điều quan trọng nhất, đó là sự bình yên, thư thái của tâm hồn, nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tuyệt vời hơn. Với sự giúp đỡ của nhịn ăn, bạn sẽ có được sự sáng suốt anh minh. Một tố chất vĩ đại và hiếm có trong cuộc sống hiện đại. Các trưởng giáo trong Thánh Kinh đã nhịn ăn. Chúng ta đã biết rằng các giáo trưởng thời kỳ Kinh Thánh thường xuyên nhịn ăn. Thầy Mai Xe thầy và các thầy khác nhịn ăn 40 ngày. Chúng ta cũng biết, Chúa Xe Sứ nhịn ăn 40 ngày, trước khi bắt đầu sự nghiệp truyền giáo vĩ đại của mình. Chúng ta đọc được trong Kinh Thánh rằng, Chúa bảo các học trò của mình, hãy chữa cho những người bị ốm, làm sạch những người hủy, làm sống lại người chết, đuổi quỷ dữ. Các con cho cái gì thì nhận được cái đó Chú biết rõ những nguy hiểm gì đang chờ đón những người dám mang sự thật đến cho mọi người. Cho nên, người đã dặn các học trò của mình. Các con hãy nhìn xem. Ta gửi các con lên phía phía trước, như gửi cừu vào đàn sói. Cho nên các con phải sáng suốt như những con rắn, và hiền lành như những con bồ câu. Cũng giống như thời đó, bây giờ những kẻ gieo nỗi buồn và nỗi sợ hãi luôn ở xung quanh những người quyết định nhịn ăn. Tôi đã nghe nhiều người nói rằng, nhịn ăn là không khoa học. Khi tôi hỏi, họ đã thử nhịn bao giờ chưa? thì họ trả lời ngay, không bao giờ. Những điều ngu ngốc này duy trì nhờ truyền thuyết về sự cần thiết phải ăn để có sức lực, không thì không khỏi bệnh. Thật là còn xa mới đến được chân lý. Có một số điều khó chịu vào những ngày đầu tiên khi nhịn ăn, bởi vì chúng ta là nô lệ của các thói quen. Nếu chịu được 3 ngày đầu tiên khi nhịn ăn, những ngày tiếp theo sẽ trở nên dễ dàng. Chúng ta sẽ mất đi thói quen muốn ăn, những ý nghĩ về món ăn cũng giảm dần. Khi bạn bị tích đầy chất độc Việc nhịn ăn sẽ lôi các chất độc đó ra khỏi cơ thể bạn cũng sẽ khiến bạn cảm thấy một số biểu hiện khó chịu, nhưng cảm giác đó không kéo dài và không có gì nguy hại cả. Điều đó chỉ có nghĩa là nhịn ăn đang làm việc cho ta. Khi bạn cảm thấy khó chịu, bạn hãy tự nói với mình rằng, đây, đây chỉ là tạm thời, điều này sẽ qua khỏi khi các độc tố được lôi ra khỏi cơ thể. Và rồi bạn sẽ nhận được một phần thưởng tuyệt vời sau những khó chịu đó. Mắt bạn sẽ trở nên tinh hơn, mọi cảm giác sẽ sắc bén hơn. Sau khi nhịn ăn, bạn tiếp thu thức ăn một cách khác đi. Rau quả sẽ trở nên ngon hơn nhờ những cảm giác mới. Cơ thể của bạn sẽ không biết đến mệt mỏi, giấc ngủ sâu như thời thơ ấu. Chỉ có những người thực sự nhịn ăn mới cảm nhận chính xác và rõ ràng những lợi ích có được sau khi nhịn ăn. Đừng làm nô lệ cho dạ dày. Đa số mọi người là nô lệ cho dạ dày của mình. Trong suốt cuộc đời mình, họ ăn sáng, ăn trưa, ăn tối vào một thời gian nhất định. Họ ăn không cần biết mình có đói hay không cơ thể đáng thương của họ bị nhồi nhét một lượng thừa bứa thức ăn và trong số đó, đa phần là những thức ăn có hại cho cơ thể. Cho nên, không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta có nhiều vấn đề với sức khỏe đến như vậy. Một chuyên gia lớn về ăn uống giáo sư Arnold Dares đã nói, cuộc đời là một tấn bi kịch về ăn uống. Một câu nói của người xưa thật là đúng, con người đào mồ cho mình bằng dạng dao, dao ăn và dĩa. Rất nhiều người không cho dạ dày của mình được nghỉ ngơi. Họ thường xuyên làm quá tải hệ thống lọc, hệ thống đào thải hệ thống tiêu hóa của mình bằng cách cung cấp đến mức dư thừa thức ăn sự quá tải đó cuối cùng làm cho các cơ quan này mất hết sự cân bằng để rồi cả cơ thể từ từ bị suy yếu sau khi nhịn ăn bạn sẽ phát hiện ra rằng bạn không cần một lượng thức ăn nhiều như bạn vẫn quen ăn nhịn ăn làm cho dung lượng của dạ dày bé đi và bạn sẽ cảm thấy khỏe hơn trông bạn cũng trẻ hơn mặc dù bạn ăn ít đi một nửa so với trước đây tôi là một người vận động thể lực tích cực tôi đòi hỏi ở mình một cường độ lao động lớn nhưng tôi chỉ ăn hai lần một ngày và ăn rất nhẹ. Tôi không bao giờ ăn thêm một thứ gì giữa các bữa ăn. Ăn thêm cũng như việc bắt buộc phải ăn đã bị loại ra khỏi cuộc đời tôi. Trong nhiều năm tôi thực hiện nhịn ăn 24 giờ trong một tuần, và nhịn ăn từ 7 đến 10 ngày sẽ được thực hiện từ 3 đến 4 lần trong một năm. Sau khi nhịn ăn, bạn sẽ thấy mắt bạn trong sáng như thế nào, và sắc mặt bạn thay đổi như thế nào. Bạn sẽ có được một năng lượng sống mới mới, bởi vì bạn đã bỏ đi được một gánh nặng trong máu và trong các cơ quan bên trong cơ thể mình. Hãy đặt kế hoạch cho chương trình nhịn ăn của bạn ngay từ hôm nay. Nếu bạn muốn đạt được tất cả những điều vi diệu từ việc nhịn ăn, bạn hãy cứng rắn và kiên trì, hãy hoạch định cho mình một chương trình nhịn ăn và thực hiện chúng một cách nghiêm khắc. Có lẽ là không nên nói với mọi người rằng bạn đang chuẩn bị nhịn ăn, bởi vì một người không hiểu biết thường không biết gì về lĩnh vực này và sẽ không đánh giá đúng việc làm của bạn. Tôi không bao giờ bàn luận về chương trình nhịn ăn của mình với những người không biết gì về việc nhịn ăn. Tại sao tôi phải chia sẻ với những người mà đối với họ Việc bỏ qua một vài bữa ăn thì sẽ mệt mỏi đến chết đi được. Cho nên, hãy đủ trí khôn để không thông báo, kể cả với người trong gia đình mình là mình sẽ nhịn ăn, bởi vì bạn sẽ chỉ nhận được những lời khuyên bất lợi. Rất nhiều lần trong ngày nhịn ăn, tôi vẫn làm việc bình thường. Tôi giảng bài và hoàn toàn không nhận ra là mình đang đói. Nhịn ăn là một điều rất riêng tư, là việc riêng của bạn, chứ không phải là của người thân hay bạn bè của bạn. Nếu bạn đã đã vững tin vào lẽ phải của mình, thì đó là tất cả những gì cần thiết hãy thử điều kỳ diệu của thiên nhiên sức làm sạch làm mới và làm trẻ lại của thiên nhiên đối với cơ thể của chúng ta lý trí cần phải điều khiển thân thể của bạn nếu như bạn muốn nhịn ăn một cách có hiệu quả bạn hãy nhớ điều tôi đã nói thể xác là ngu dốt nó không có lý trí và ý chí nếu như sau khi đọc quyển sách này bạn tin rằng chương trình nhịn ăn sẽ cho cuộc đời bạn một chất lượng mới có nghĩa là lý trí của bạn đã có thể thống trị được thể xác của bạn lý trí của bạn phải mạnh mẽ hơn ý muốn của thể xác bởi thể xác chỉ đơn giản là đã quá quen với việc bạn thường xuyên nạp thức ăn vào những thời gian nhất định một người phàm tục vừa tỉnh dậy là không chậm trễ phải ăn sáng ngay dạ dày là vị chỉ huy lý trí phải làm theo ý muốn của dạ dày và kết quả là tạo ra một phản xạ có điều kiện dạ dày luôn chờ đợi bữa sáng đối với tôi bữa sáng là không cần thiết cơ thể được nghỉ ngơi suốt cả đêm nó không bị mất đi năng lượng sau một thời gian nghỉ ngơi dài như vậy tại sao ta lại đeo vào nó, vào nó gánh nặng bằng một bữa sáng nặng nề cho nên tôi xin nhắc lại bạn cần phải tiêu hóa thức ăn bằng hoạt động tích cực của cơ thể một nguyên nhân khác khiến tôi đấu tranh vì cuộc sống không cần bữa sáng là vì bữa sáng làm mất đi số năng lượng mà ta tích lũy được suốt đêm buổi sáng năng lượng thể lực trí óc và tinh thần của bạn cần phải ở mức độ cao nhất chính năng lượng này đã giúp bạn có khả năng làm tốt một lượng lớn công việc trí óc và chân tay tôi đã chứng minh cho các học sinh và các sinh viên rằng tốt hơn hết là hãy làm việc vào buổi sáng khi dạ dày đói Đa số các sinh viên ăn bữa tối rất no và sau đó lại còn ngồi học. Điều gì sẽ xảy ra? Họ phải cố gắng hết sức mình để tập trung sức lực cho việc học. Chắc chắn rằng sau một bữa ăn no, não không không thể làm việc có hiệu quả được. Hãy để cho những sinh viên này một đêm nghỉ ngơi tốt và hãy để cho họ ăn sáng sau khi ngủ dậy 2 đến 3 giờ, họ sẽ trở thành các thiên tài. Tôi đã nói điều này cho hàng nghìn sinh viên, trong đó có các sinh viên là họa sĩ, nhạc sĩ, điêu khắc, nhà văn. Bây giờ bạn đã hiểu tại sao tôi lại chống chống lại bữa sáng quá nặng nó đòi hỏi cần một lượng lớn năng lượng để tiêu hóa nó não trở nên sao nhãng làm cho con người căng thẳng bởi vì năng lực thần kinh phải tiêu hao vào mục đính thấp kém chúng ta hãy nhìn lại vấn đề này từ một quan điểm khác qua rất nhiều năm con người bị bắt buộc tin rằng bữa sáng là bữa quan trọng nhất nó cho sức lực và năng lượng để hoàn thành một công việc nặng nề của buổi sáng không quan trọng nó là công việc trí óc hay chân tay Tất cả những điều này hoàn toàn nhầm lẫn và không được chứng minh bằng các chứng cứ khoa học. Sau mỗi một bữa ăn sáng no, bạn đã hình thành một phản xạ tự nhiên là cảm thấy hài lòng vì cảm giác no đủ, nhưng bạn không cảm thấy được bù thêm sức lực. Phải sau hơn một tiếng, cơ thể phải tiêu hao một lượng lớn năng lượng. Những thức ăn này mới được tiêu hóa hết và cung cấp lại năng lượng từ thức ăn đó. Quá trình hấp thụ thức ăn rất phức tạp. Mỗi một thành phần của bữa sáng phải được chế biến, làm tan rã ra thành những thành phần hóa học nhỏ nhất để các tế bào có thể tiếp nhận. Hãy tạo ra cảm giác muốn ăn bằng hoạt động thể lực. Và thế là bạn đã thấy rằng ăn uống chỉ là chỉ là việc của thói quen và quy tắc. Tôi không ăn sáng đã 50 năm. Tôi dậy sớm vào buổi sáng sớm. Nếu như tôi ở nhà của mình, ở Hollywood tôi ngồi vào xe và lái xe đến công viên Griffith ở trên núi. Sau một vài giờ tôi leo lên đỉnh Mount Hollywood và chạy xuống dưới. Nếu như tôi sống bên bờ Santa Monica tôi thường chạy theo bãi biển, tắm ở đại dương quanh năm, còn nếu ở những nơi khác, tôi thường đi dạo hoặc đi xe đạp. Sau một vài giờ dành cho các bài tập tích cực, tôi trở về nhà và thực hiện các công việc sáng tạo của mình. Tôi đặt kế hoạch cho các bài giảng, viết báo cho các tạp chí về vấn đề sức khỏe, viết sách. Khoảng 11 giờ, tôi ăn một ít trái cây và sau gần 12 giờ cho bộ máy tiêu hóa nghỉ ngơi, lần đầu tiên trong ngày tôi cho nó tiếp nhận thức ăn. Tôi bắt đầu bằng món salad tươi, chủ yếu là bắp cải và cà rốt. Tôi cho thêm các món phụ là các loại rau tươi khác như cà chua, rau thơm, đỗ, rau cải, chanh và một nửa quả bơ. Tôi ăn một thứ quả đỏ nấu chín như cà rốt, cà chua. Hoặc sẽ ăn thêm một, thêm một món rau nấu chín như bắp cải, rau cải xanh hoặc một loại rau có chứa nhiều đạm, tất nhiên là tôi thích các loại lạc và các loại hạt như hạt hướng dương, hạt bí, hạt hạnh nhân. Tôi đã hoạt động thể lực và bây giờ cơ thể tôi sẵn sàng tiêu các món ăn tự nhiên và nhận được từ chúng nhiều năng lượng. Những món ăn của tự nhiên sao mà ngon vậy? Các dịch tiêu hóa làm việc thật là tuyệt vời. Và ruột làm nhiệm vụ thải thức ăn hoàn toàn phù hợp với lượng thức ăn đã ăn. Chương trình này của tôi gồm 12 lần trong một tuần, không làm cho tôi bị quá tải và không làm mất năng lượng của tôi. Nhờ chương trình này tôi làm cho ruột của mình làm việc một cách chính xác. Duy nhất có một thứ tôi cho phép mình ăn giữa các bữa ăn, đó là một quả táo hay một vài thanh dứa. Vào lúc trời nóng tôi rất thích ăn một vài miếng dưa bở. Đa số mọi người thường hay đau ốm, hoặc gần như đau ốm, đó là vì họ phải tiêu hóa một lượng thức ăn thừa mà họ đã nạp vào. Ăn uống đã trở thành một môn thể thao ở nước Mỹ, đó là nguyên nhân làm cho 65 đến 70% dân số Mỹ có khối lượng thừa. Người ta thường xuyên ăn uống, họ ăn cả khi những món ăn trước đó chưa được hấp thụ thụ hết. Không có gì đáng ngạc nhiên khi họ thường xuyên phàn nàn về sự mệt mỏi. Thậm chí, một người khỏe mạnh nhất thì cuối cùng cũng phải mất đi sức sống của mình do thường xuyên ăn quá sức và năng lượng đó không còn đủ để lôi những chất thừa ra khỏi cơ thể. Hãy duy trì sự sạch sẽ trong cơ thể của bạn. Trong bệnh tật và sự già đi trước tuổi không có gì là bí mật cả bạn bị trừng phạt bởi những thói quen xấu của bạn nếu bạn quen tích lũy thức ăn trong hệ thống tiêu hóa đã quá tải của mình khi nó không thể hấp thụ thêm được nữa thì lượng thức ăn thừa đó chỉ có thể đầu độc lại chính cơ thể của bạn bạn ốm yếu già đi trước tuổi bởi vì bạn không tập thói quen duy trì sự sạch sẽ trong cơ thể mình bí mật của sự sống lâu và khỏe mạnh có thể hình thành trong cụm từ làm sạch cơ thể hãy khắc sâu những từ này vào óc mình và luôn luôn nhắc lại nó nhịn ăn đây là biện pháp duy nhất để làm sạch cơ thể và giúp cơ thể trẻ lại bởi vì đây là con đường duy nhất từ tự nhiên không ai có thể làm điều này thay cho bạn đây là việc riêng của bạn nó chẳng đáng giá gì ngoài sức mạnh của ý chí bạn đã sẵn sàng nhận nhịn ăn chưa nếu như bạn hoàn toàn tin tưởng rằng nhịn ăn sẽ có lợi cho bạn thì có nghĩa là bạn đã sẵn sàng hãy nhớ rằng nếu như ý thức và tiềm thức của bạn nắm vững được tư tưởng nhịn ăn để làm sạch có nghĩa là bạn sẽ thành công bằng cách đó bạn đã khiến cho mỗi một tế bào tin rằng Nhịn ăn sẽ dẫn bạn đến một thể trạng khỏe mạnh. Trong trường hợp này, mỗi một tế bào của bạn sẽ sẵn sàng nhận sự chỉ huy của bạn. Hãy bắt đầu bằng nhịn ăn 24 giờ, chỉ dùng nước cất, nước mưa. Trong 24 giờ này, bạn không được ăn gì ngoài nước cất. Nếu bạn ăn dù là rau quả thì đây chỉ là chế độ ăn kiêng bằng rau quả. Nếu như bạn uống nước hoa quả hay nước rau thì đây không phải là nhịn ăn hoàn toàn. Tôi muốn bạn hiểu rằng, nhịn ăn, đó là không đưa bất cứ thứ gì vào dạ dày ngoài nước cất. Bạn có thể nhịn ăn từ bữa trưa đến bữa trưa hoặc từ bữa tối đến bữa tối, sao cho không ăn gì trong suốt 24 giờ đồng hồ. Nếu bạn quen sử dụng chất gây nghiện như cà phê, rượu, bia, trà thì việc sử dụng chúng sẽ có thể dẫn đến những phản ứng phụ như đau đầu, buồn nôn. Hãy nhớ rằng, sự nhịn ăn có thể giúp bạn bỏ được các thói quen sử dụng chất kích thích, bởi vì trong vòng 24 giờ nhịn ăn, chỉ uống nước cất, bạn sẽ đưa ra khỏi cơ thể tất cả các chất cạn bã, độc hại mà bạn đã tích tụ trong mình. Trong thời gian 24 giờ nhịn ăn, Đa số mọi người tiếp tục sống cuộc sống đời thường của mình, làm các công việc hàng ngày, mặc dù họ cảm thấy một vài điều khó chịu, đôi khi dạ dày không yên. Nhưng tất cả sẽ qua đi một cách yên bình và thành công nếu bạn để cho lý trí của mình chiến thắng thể xác, bởi vì chính não phải chỉ huy dạ dày chứ không phải là dạ dày chỉ huy não. Có 3 thói quen cần thiết giúp bạn đạt được bất cứ điều gì bạn muốn trong bất cứ hoàn cảnh nào đó là thói quen lao động thói quen sức khỏe và thói quen học tập nếu bạn có ba thói quen này và người bạn yêu cũng có thói quen đó bạn sẽ hạnh phúc mãi mãi và người bạn yêu cũng vậy tại sao tôi chỉ uống nước cất trong quyển sách này khi tôi nói về nhịn ăn tôi luôn nhấn mạnh đừng ăn bất cứ thứ gì thậm chí cả nước rau quả chỉ uống nước cất nước cất đó là thứ nước sạch nhất nếu như bạn uống nước mưa hay nước tuyết tan thì đó là thứ nước không có một tí khoáng chất nào nếu bạn uống nước rau quả, có nghĩa là bạn dùng nước cất cùng với những chất dinh dưỡng hòa tan trong đó như đường thiên nhiên, khoáng chất, vitamin. Nếu như bạn uống nước sạch từ ao, hồ, sông thì xin nhớ cho rằng, đó không phải là nước được trưng cất, nó chứa các chất khoáng được hòa tan trong đó. Đôi khi nước đó được gọi là nước cứng, vì nó chứa một nồng độ cao các khoáng chất vô cơ. Còn bây giờ, xin cho phép tôi giảng một bài học nhỏ về hóa học. Có hai loại vật chất, chất vô cơ và chất hữu cơ. Chất vô cơ là chất liệu triệu chơ, Điều đó có nghĩa là chúng không được các tế bào sống hấp thụ. Cơ thể của chúng ta được tạo ra từ 16 nguyên tố xuất phát từ các cơ thể sống hoặc đã sống. Hoa quả hay rau cỏ mà ta ăn là những chất hữu cơ. Chúng có nguồn gốc từ thiên nhiên. Chúng là sự sống, cho đến khi ta ngắt chúng xuống từ cây. Các món ăn có nguồn gốc động vật cũng thế. Thịt, cá, sữa, trứng, format các chất hữu cơ cần thiết có tính sống còn để duy trì cuộc sống và sức khỏe của con người. Nếu chúng ta bị rơi vào một hòn đảo không có sự sống, ở đó không có một gì mọc được thì có nghĩa là ta đã bị án tử hình. Mặc dù đất dưới chân chúng ta có chứa 16 nguyên tố cần cho sự sống thì có thể chúng ta cũng không thể hấp thụ được trực tiếp từ đất. Không một người nào có thể lấy được chất dinh dưỡng từ đất. Rất nhiều năm trước đây, tôi có mặt tại Trung Quốc vào thời kỳ đói do hạn hán, tôi được nhìn thấy những người bất hạnh đã ăn đất để hy vọng đẩy lùi đi cái đói, nhưng họ đã chết. Những cái chết đáng sợ, bởi vì các chất vô cơ từ đất không thể nuôi họ sống. Đã nhiều năm tôi được nghe nói về nguồn nước nào đó giàu chất khoáng điều đó có nghĩa là gì? Chính bởi vì các chất vô cơ chỉ là một gánh nặng cho cơ thể chúng ta, chúng có tính chơi và là nguyên nhân tạo ra sỏi ở thận và bàng quang. Các chất vô cơ chính là nguồn gốc tạo nên các tinh thể axit ở trong các mạch máu, các khớp xương và các phần khác của cơ thể. Tôi lớn lên vùng có nguồn nước rất cứng. Chúng chứa đầy các chất vô cơ như natri, sắt, canxi. Rất nhiều người thân của tôi chết vì bệnh sỏi thận. Tất cả họ đều già và chết trước tuổi vì các chất vô cơ đóng cứng trong các thành mạch. Một người chú của tôi bị chết ở bệnh viện năm 48 tuổi. Sau khi mổ xác, các bác sĩ nói rằng mạch máu của ông cứng như một cái ống làm bằng đất sét, các chất vô cơ đã bám vào thành mạch đến mức độ vậy đó. Chắc là các bạn thường nghe nói, nước cất là nước chết, thậm chí cá cũng không thể sống được trong đó. Tất nhiên cá không thể sống lâu trong nước sạch như nước cất, bởi vì chúng cần những sinh vật sống có trong ao hồ. Chúng ta hãy nhìn vấn đề từ khía cạnh khác. Giả sử bạn cùng các hành khách đang có mặt trên một tàu biển lớn giữa biển, không may tàu bị bão đánh chìm. Bạn và một số người nữa phải ở trên thuyền cứu nạn rất nhiều ngày giữa bữa biển. Nguồn nước uống duy nhất lúc này là nước mưa. Rõ ràng bạn không thể nói, nước mưa là nước cất, mà nước cất là nước chết. Tôi sẽ không uống nó đâu. Tất nhiên là bạn sẽ uống nó và trở thành một trong muôn triệu người trên thế giới uống nước mưa. Rất nhiều người chỉ uống nước mưa, ở đảo Bơ Mút, đất tồi đến mức nước không đọng lại trong đất. Các mái nhà đều được xây dựng sao cho, nó có thể hứng được nước mưa để chứa vào bể dự trữ nhiều năm trước đây tôi đã cùng với người bạn mình đi du lịch nhiều tháng ở các bán đảo polydi Tô chúng tôi đã nhìn thấy những người bản xứ khỏe mạnh và đẹp đẽ họ không bao giờ uống nước gì khác ngoài nước mưa bởi vì đảo của họ bị bao quanh bởi biển thái bình dương các đảo nằm trên vùng san hô tổ ong nên không giữ được nước mà nước biển thì không thể uống được nên những người bản xứ chỉ có thể uống nước mưa hoặc nước quả dừa tươi tôi chưa bao giờ nhìn thấy những người đàn ông và đàn bà đẹp như vậy trên con tàu của chúng tôi có một số bác sĩ họ đã khám cho những người dân già nhất một bác sĩ tim mạch đã nói với tôi rằng ông chưa bao giờ thấy được những người già khỏe mạnh như vậy hãy biết rằng tôi nói về những người già đứng tuổi nhưng chính họ không biết được tuổi của mình trong ngôn từ của họ không có những từ đó họ không bao giờ kỷ niệm ngày sinh vì rất ít thay đổi qua năm tháng những người già này nhảy múa những vũ điệu nồng nhiệt không kém gì những người trẻ tuổi tôi cũng thường thực hiện một cuộc khảo sát ở vùng núi ma dốc xa xôi và ở đó tôi đã nhìn thấy những con người khỏe mạnh sống giữa sa mạc, họ chỉ uống nước mưa. Trong các hiệu thuốc trên toàn thế giới, bất cứ thứ thuốc nào cũng được chế tạo bằng nước cất. Chắc là nước cất rửa các chất vô cơ ra khỏi cơ thể con người. Nó không phải là nước chết, mà là thứ nước sạch nhất con người có thể uống. Nước cất giúp hòa tan các độc tố đã tích tụ trong cơ thể con người. Nó đi qua thận, không để lại ở đó những cạn bã của chất vô cơ. Đó là nước mềm, hãy gội đầu mình bằng nước cất, bạn sẽ hiểu ra điều này. Nước trên trái đất được làm sạch bằng một vòng khép kín, mặt trời làm nước bốc hơi thành mây, mây tụ lại và trở thành mưa nước sạch nhất một trong những điều kỳ diệu của thiên nhiên. Trước đây 50 năm, tôi đã tiên đoán, sẽ đến ngày con người cần nước sạch đến nỗi, phải xây dựng những trạm khử nước mặn lớn để biến nước biển thành nước ngọt nhằm đáp ứng nhu cầu chung. Tôi đã sống đến thời kỳ mà điều tiên đoán của mình thành sự thật. Căn cứ quân sự của Mỹ tại Guatemala ở Cuba, các quân nhân đều sử dụng nước cất từ nước biển được khử muối trong hàng ngàn ngôi nhà có các máy làm mềm nước dùng cho các sinh hoạt bởi vì nước cứng làm cho da trẻ em và tay người lớn khi giặt rũ rất khô nhưng không nên uống nước từ các máy làm mềm nước theo tôi đây không phải là phương án tốt nhất hãy thử uống nước cất trong cả năm và bạn sẽ không thích uống một thứ nước nào nữa cả trong thời gian nhịn ăn hãy chỉ uống nước cất đối với những người bắt đầu, không nên nhịn ăn dài ngày ngay, cụ thể là hơn 10 ngày, và trong thời gian nhịn ăn lâu, phải có sự theo dõi của bác sĩ, hoặc một người đã có kinh nghiệm nhịn ăn lâu năm. Nhịn ăn là một phương tiện làm sạch tốt nhất của cơ thể, và nó phải diễn ra một cách khoa học. Theo tôi 60 đến 70% những người cho là khỏe và 85 đến 95% số người đau ốm có thể bị chết nếu định nhịn ăn 21 đến 35 ngày, nhằm mục đích loại khỏi cơ thể những chất độc hại đã tích tụ trong cơ thể mình. Nhịn ăn dài ngày cần phải có sự theo dõi của các chuyên viên, bởi vì chỉ có chuyên viên mới xác định được lúc nào nên ngừng nhịn. Chuyên viên sẽ theo dõi thận của chúng ta loại bỏ khỏi các độc tố như thế nào. Mỗi ngày cần phân tích nước tiểu vài lần, nếu thấy độc tố được thải ra nhiều đến nỗi làm cho thận bị quá tải thì phải ngừng ngay việc nhịn ăn. Thậm chí người chuyên viên có kinh nghiệm cao nhất cũng không thể nói bạn có thể nhịn ăn 30 đến 40 ngày được. Tôi thường xuyên theo dõi những người muốn nhịn ăn dài ngày, mà tôi cho thời hạn là 21 đến 25 ngày nhưng đến ngày thứ sáu thì độc tố ra nhiều đến nỗi phải ngừng ngay trước thời hạn sau đó chuyển sang chế độ ăn tự nhiên và sau một số tuần lại tiếp tục nhịn ăn nhưng nếu như độc tố lại được thải ra quá nhiều lại phải ngừng ngay lập tức tôi thường nghe những người không có kinh nghiệm nói càng nhịn ăn lâu thì sự làm sạch bên trong càng diễn ra tốt tôi hoàn toàn không tin vào điều đó bởi vì con người của thời đại văn minh rất yếu tôi muốn nhấn mạnh rằng con người không thể bước qua các quy luật của thiên nhiên cố gắng phá vỡ các quy luật tự nhiên là phá hủy chính mình Chúng ta có thể phá vỡ được quy luật lực hút của trái đất không? Chúng ta có thể nhảy từ nhà 5 tầng xuống mà không bị gãy xương không? Tất nhiên là không. Thế thì đối với các quy luật của thiên nhiên về ăn uống cũng như vậy. Vâng, người ta có thể nhét vào đầu ta rằng có thể ăn được các món ăn qua chế biến, các món ăn không có nguồn gốc từ thiên nhiên. Chính vì con người rất dễ tin vào những sự tuyên truyền quảng cáo, đặc biệt khi chúng liên quan đến các vấn đề về sức khỏe và sống lâu. Ai đã trả nhiều tiền cho các bác sĩ, các y tá, bệnh viện các ca phẫu thuật và các loại thuốc thang. Chính chúng ta chứ không phải phải ai khác. Ai là người trả nhiều tiền hơn bất cứ một dân tộc nào trên thế giới để bảo hiểm cho cuộc sống của mình? Cũng chính chúng ta chứ không phải ai khác. Ai đã sáng lập ra phần lớn các quỹ nhằm đấu tranh với bệnh tật, những quỹ mà dân tộc ta đã chán ớn? Vẫn là chính chúng ta. Ai đã xây dựng số nhà nghỉ, phòng khám, viện điều dưỡng nhiều nhất trên thế giới? Vẫn chính chúng ta. Ai đã trả tiền nhiều hơn cả cho các tạp chí, báo, TV, radio để tuyên truyền cho các thuốc chữa bệnh khác nhau. Vẫn là chính chúng ta. Ai đã dùng một lượng cực kỳ lớn aspirin và các loại thuốc giảm đau khác? Lại vẫn chính là chúng ta. Chúng ta đã làm ra cả thuốc aspirin dành cho trẻ em, vì ngay cả chúng cũng cần phải dùng các loại phương tiện giảm đau. Theo quan điểm của tôi, aspirin dù ở hình thức nào, trạng thái nào, riêng rẽ hay kết hợp với các nguyên tố khác đều là loại thuốc tiềm tàng nguy hiểm. Và những người thường xuyên sử dụng nó chịu một sự mạo hiểm rất lớn còn một nguyên nhân nữa khiến tôi phản đối sự nhịn ăn nhiều ngày không có sự theo dõi của chuyên viên một người trung bình thường bị nhiễm độc độc không chỉ từ chế độ ăn uống không đúng hít thở không khí không trong lành dùng nước có nhiều chất thải hóa học và muối vô cơ nhiều hơn cơ thể cần mà còn do số lượng lớn thuốc tân dược anh ta đã dùng trong cả một quá trình dài đang đọng lại trong các tế bào của cơ thể chính vì vậy nhịn ăn dài ngày về lý thuyết là tốt nhưng trên thực tế là rất nguy hiểm theo kinh nghiệm của tôi tôi đã đạt được những thành công lớn trong các dịp nhịn ăn ngắn mặc dù tôi cũng đã biết đến những cuộc nhịn ăn dài ngày thành công. Khi nhịn ăn 24 đến 36 tiếng trong tuần, tôi đã đạt được sự làm sạch cơ thể. Đồng thời việc không ăn sáng hàng ngày cũng giúp tôi rất nhiều, trừ khi ăn các loại quả tươi thì tôi cho đó không phải là thức ăn mà thư tăng lực. Tuân thủ chế độ ăn uống theo tự nhiên, khi con người muốn có một khả năng sống khỏe và sống lâu. Sau một thời gian nhịn ăn 24 đến 36 giờ có thể chuẩn bị cho mình một lần nhịn ăn 3 đến 4 ngày. Sau 4 tháng đã nhịn ăn mỗi tuần 24 đến 36 giờ có thể chuyển sang kỳ nhịn ăn 7 ngày. Vào lúc này, một lượng lớn các chất độc đã được thải ra khỏi cơ thể. Sau 6 tháng làm sạch cơ thể thì việc nhịn ăn ăn 7 ngày có thể tương đối đơn giản. Kỳ nhịn ăn 7 ngày đầu tiên cho chúng ta một kết quả diệu kỳ, bởi vì hiệu quả của việc làm sạch cơ thể hoàn toàn làm ta kinh ngạc. Và sau một số tháng nữa có thể tiến đến cuộc nhịn ăn 10 ngày và điều này lại dẫn đến sự làm sạch từng tế bào một cách tuyệt diệu hơn. kinh nghiệm nhịn ăn. Tuân thủ một chương trình chặt chẽ và đầy lý trí để làm sạch bên trong, bạn sẽ tràn đầy một niềm vui mới, rằng nhịn ăn đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc đời bạn. Hàng ngày, quan sát sự đổi mới từ bên trong của cơ thể mình, trong tâm hồn mình, bạn sẽ hài lòng rằng mình đã có một cuộc sống ngày càng làm cho bạn trở nên hoàn thiện hơn. Đa số con người đánh mất một phần lớn thời gian của cuộc sống ngắn ngủi để phá hủy chính bản thân mình, nhưng rõ ràng là cần phải sống theo cách khác. Bởi vì mọi vật đều tuân theo quy luật bù trừ. Bạn sẽ được phần thưởng đúng như công sức bạn bỏ ra. Theo tôi, bất cứ sự cố gắng nào bỏ ra để đạt được cuộc sống khỏe và sống lâu đều là một sự cố gắng có đền bù xứng đáng. Cuộc đời tôi chính là một ví dụ, tôi đã tìm được thứ mà tôi đã đi tìm. Bạn càng thường xuyên nhịn ăn thì bạn càng có thể nhịn ăn được lâu hơn. Tôi không muốn hạn chế kỳ nhịn ăn của bạn là 10 ngày, nhưng tôi khuyên không nên nhịn ăn quá 10 ngày khi bạn chưa thử nhịn ăn 6 ngày trong 3 tháng. Với kinh nghiệm đó bạn có thể thành công trong kỳ nhịn 15 ngày. Với thời hạn đó bạn làm sạch cơ thể mình một cách vĩ đại đại. Còn sau đó nếu bạn muốn nhịn ăn 21 đến 30 ngày bạn đã sẽ biết được cần làm như thế nào. Tôi tin rằng nhiều người muốn thử nhịn ăn ngắn hạn. Rất nhiều người vui vẻ nhịn ăn 24 đến 36 giờ và khi họ bắt đầu cảm thấy tốt hơn, tốt hơn nữa, họ sẽ thử nhịn 3 ngày bởi vì khi đó bạn có đủ kinh nghiệm cho thời hạn này. Sau đó thử ở mức 7 đến 10 ngày như đã nêu ở trên. Rất nhiều các học trò của tôi đã nhịn ăn 10 ngày nhiều lần và khi đã có kết quả tốt mới chuyển sang các mức dài ngày hơn, có thể là 15 ngày, 21 ngày, 30 ngày dưới sự kiểm soát của chính mình. Càng nhiều kinh nghiệm trong nhịn ăn, bạn càng khẳng định được niềm tin vào tác dụng của nó. Bạn có thể đạt được sự làm sạch cơ thể hoàn toàn khi thực hiện những cuộc nhịn ăn ngắn hạn. Xin nhớ rằng hiệu quả được tích lũy dần dần, bạn càng hay nhịn thì cơ thể bạn càng trở nên sạch. Còn giữa các cuộc nhịn ăn, bạn cần duy trì một phong cách sống khỏe phù hợp với tự nhiên không có gì làm thay đổi con người hơn sự thay đổi từ xấu đến tốt. Tôi nhận thức được tác dụng to lớn của việc nhịn ăn và gia đình tôi cũng vậy. Hàng tuần tuần tôi nhịn ăn 24 đến 36 giờ không bỏ qua một lần nào. Ngoài ra tôi còn nhịn ăn 7 đến 10 ngày 4 lần trong một năm. Rất nhiều năm tôi sống theo thời gian biểu này và nhiều năm tôi duy trì một trạng thái sức khỏe tốt. Tôi như một động cơ sống, một ngày của tôi đầy ắp những công việc. Tôi có được một sức sống tràn trề cho công việc và các hoạt động thể thao. Tôi không bao giờ mệt mỏi và cảm thấy buồn ngủ. Tôi luôn tích cực cả về thể xác lẫn tinh thần. Tất cả các thời gian rảnh của tôi, tôi chơi cùng những người trẻ tuổi hoặc trẻ em, họ đến với tôi như đến với những người cùng tuổi, trẻ chung cả về thể chất lẫn tinh thần. Còn đối với những người già trước tuổi, tôi tránh xa họ, bởi vì họ tác động lên tôi một cách tiêu cực. Họ đã từ lâu cho mình là đã già, đã xong đời, và thế là họ trở nên già thật. Rất nhiều người trong số họ, về tinh thần đã già nua từ cách đây 30 năm và họ đi trong cuộc đời này chỉ là để tiết kiệm tiền đám ma. Khi cơ thể bạn được làm sạch bởi việc nhịn ăn và bạn sống một cuộc sống phù hợp với tự nhiên, bạn sẽ thường xuyên cảm thấy mình thoải mái và tuyệt vời. Bởi vì thiên nhiên tạo tạo ra con người là để hạnh phúc, cân bằng và được giải phóng khỏi mọi nỗi sợ hãi, căng thẳng, quá tải. Nhịn ăn 24 giờ như thế nào? Có thể nhịn ăn từ bữa trưa đến bữa trưa, hoặc từ bữa tối đến bữa tối, không được ăn bất cứ thức ăn cứng nào, thậm chí cả quả tươi và nước quả. Đó gọi là sự nhịn ăn hoàn toàn chỉ uống nước cất. Cho phép một ngoại lệ nhỏ, nếu muốn có thể cho nước cất 1 phần 3 thìa cà phê mật ong nguyên chất và một thìa cà phê nước chanh. Chúng được dùng như một yếu tố, kích thích cho sự hòa tan các chất độc và các chất nhầy, để các chất độc và chất nhầy này dễ dàng đi qua bộ phận lọc tự nhiên của cơ thể của chúng ta. Đó là quả thận. Thận đóng một vai trò quan trọng trong các kỳ nhịn ăn 24 đến 36 giờ cũng như 7 đến 10 ngày. Chính vì vậy, trong khi nhịn ăn, rất cần thiết phải uống nhiều nước cất. Hãy giữ nước tiểu sau khi nhịn ăn vào chỗ mát, sau một vài tuần bạn sẽ chính mắt nhìn thấy các chất độc dưới dạng các chất nhầy, các tinh thể mà thận đã lọc qua. Đây là điều kỳ diệu của các cơ quan trong cơ thể. Mỗi một quả thận trong cơ thể có hàng triệu ống lọc đang làm việc hiệu quả và khi cơ thể nhịn ăn, thận đã thực hiện chức năng bài tiết của mình, thải độc tố rất tốt toàn bộ sổ sức sống và năng lượng thần kinh làm việc không mệt mỏi, vì bây giờ chúng không phải làm việc để tiêu hóa và hấp thụ thức ăn nữa. Bạn thậm chí không thể biết được bao nhiêu sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể của bạn, một khi bạn cho chúng khả năng được thể hiện mình. Trong khi các độc tố còn ẩn náu trong người, bạn có thể khó chịu khi nhịn ăn. Nhưng khi rửa sạch các chất độc ra khỏi cơ thể, bạn sẽ cảm thấy tốt dần lên. Nhịn ăn ngắn nhiều lần sẽ giúp bạn loại khỏi cơ thể mình những hóa chất của các loại thuốc từ rất lâu đã tích lũy trong tế bào của bạn. Cho phép tôi kể về trường hợp của tôi, từ những đợt nhịn ăn đầu tiên, cơ thể của tôi bị axit hóa đến mức, khi còn là một đứa trẻ tôi đã bị tất cả các bệnh của trẻ em, quay bị, sởi, ho gà. Bạn có thể gọi ra bất cứ bệnh nào của trẻ em, tôi cũng bị bệnh đó. Và tất cả thời gian này, tôi đều uống một số lượng lớn thuốc có tên gọi là Calomel có chứa thủy ngân. Khi tôi phục hồi sức khỏe ở trại điều dưỡng của bác sĩ Run, tôi bắt đầu quá trình nhịn ăn một cách liên tục và hệ thống, và tôi sống như thế được 5 năm. Một lần tôi đang trong thời kỳ nhịn ăn 10 ngày, đã xảy ra một điều kỳ diệu. Khi tôi đang ở trang trại cũ của gia đình, đang trong ngày thứ bảy của kỳ nhịn ăn, tôi đang bơi trên xuồng, dọc theo con sông để hưởng ánh nắng và không khí trong lành, bỗng cảm thấy đau kinh khủng trong dạ dày, đến mức tôi chưa bao giờ cảm thấy đau như vậy. Khó khăn lắm tôi mới lên được bờ. Và vội vàng giải phóng dạ dày, tôi cảm thấy khoảng 1 phần 3 chén thủy ngân từ thuốc Calomel mà tôi uống từ thời nhỏ đã được tôi đi ngoài ra trường hợp này đã thay đổi tình trạng thể lực của tôi một cách dứt khoát từ ngày đó tôi biết được rằng thế nào là một tình trạng sức khỏe tuyệt vời sức lực của tôi được bổ sung mạnh mẽ do tuân thủ một chương trình ăn uống hợp lẽ tự nhiên nhịn ăn và sử dụng các sức mạnh của thiên nhiên như không khí trong lành ánh nắng các bài tập tắm nước và bơi tôi tin rằng trong những năm này tôi đã làm sạch được cơ thể khỏi những loại thuốc mà tôi đã uống ngày nhỏ hãy luôn giữ tinh thần của mình ở mức độ cao tôi muốn nói để các bạn hiểu rằng thậm chí cả khi các bạn chỉ nhịn ăn một ngày cơ thể của các bạn cũng được làm sạch ý nghĩ về việc mình đang tạo ra một cơ thể trẻ lại không bệnh tật không mệt mỏi sẽ giúp bạn có một tinh thần cao trong thời gian bạn nhịn ăn hãy đổi khỏi mình sự thương hại bản thân cũng như các suy nghĩ sai lệch khác mỗi một ngày trong thời gian nhịn ăn hãy nhắc lại những điều dưới đây một trong thời gian này tôi trao mình vào tay thiên nhiên tôi xin hướng tới đấng tối cao để được làm sạch bên trong và trẻ lại hai mỗi một phút nhịn ăn làm cho tôi đuổi được các chất độc ra khỏi cơ thể mình mỗi một giờ nhịn ăn làm cho tôi trở nên hạnh phúc hơn và hạnh phúc hơn nữa ba cứ sau mỗi một giờ cơ thể tôi lại càng tự làm sạch mình tốt hơn bốn khi nhịn ăn tôi đang sử dụng phương pháp để làm sạch thể chất tinh thần và lý trí đây là giải pháp mà những người thầy vĩ đại của nhân loại đã sử dụng trong suốt nhiều thế kỷ năm trong thời gian nhịn ăn tôi hoàn toàn kiểm soát được tâm trạng của mình không một cảm giác đói giả tạo nào có thể bắt tôi ngừng quá trình nhịn Tôi thực hiện nhịn ăn một cách tốt đẹp, bởi vì tôi tin vào sức mạnh của thiên nhiên. Nhắc lại những lời này, bạn bạn sẽ chỉ huy từng tế bào trong cơ thể bạn. Sự điều khiển này dường như được thực hiện qua tiềm thức. Chính vì vậy tôi khuyên các bạn không nên bàn luận chương trình nhịn ăn của mình với người thân. Nhịn ăn là một việc hoàn toàn cá nhân. Khi các độc tố ra khỏi người bạn, bạn sẽ cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng bạn cần nhắc mình, điều này sẽ qua đi. Hãy tỏ ra bản lĩnh và kiên trì trong ý định của mình. Hãy nghĩ đến kết quả tuyệt vời khi đạt được sự làm sạch cơ thể. Hãy vui mừng vì điều này. Sau khi nhịn ăn 24 giờ, món ăn đầu tiên của bạn phải là món salad từ rau tươi, mà cơ bản là cà rốt và bắp cải. Có thể sử dụng thêm nước chanh hoặc nước cam như món phụ da. Ra. Món rau này sẽ tác động đến ruột. Nó như là một cái chổi, nó làm cho các cơ của đường ruột làm việc. Sau món rau sống là một món rau nấu, có thể là món cà chua nấu. Món cà chua nấu không được coi là món ăn chua nếu như không ăn cùng với các chất có nồng độ tinh bột cao. Hãy nhớ rằng, Bữa ăn đầu tiên sau khi nhịn ăn không bao giờ được có các món từ thịt, cá, trứng, sữa, pho mát và các món đậu, lạc mà chỉ chỉ toàn rau tươi và rau nấu thôi. Sang bữa thứ hai thì bạn muốn ăn gì cũng được. Nhịn ăn 3 đến 7 ngày và 10 ngày như thế nào? Việc nhịn ăn dài ngày từ 3 ngày trở nên, đòi hỏi phải thực hiện ở một điều kiện lý tưởng bạn cần phải tạo cho mình một khả năng nghỉ ngơi bất cứ lúc nào khi cảm thấy các chất độc đang được thải ra ngoài vào thời kỳ này bạn có thể cảm thấy mệt và cần phải nằm khi nằm nghỉ cần phải thả lỏng mình và nằm yên trong khi các chất độc chưa ra khỏi cơ thể bạn tốt hơn hết không đọc không xem tv không nghe radio và không tiếp xúc với ai bạn phải ở trong phòng ngủ trong trạng thái hoàn toàn yên tĩnh cho đến khi các chất độc ra khỏi người bạn tôi xin nhắc lại rằng trong thời gian nhịn ăn dài bạn không được chia sẻ với mọi người về việc làm của mình, vì những suy nghĩ tiêu cực có thể làm hỏng tâm trạng tự tin của bạn, làm mờ đi ý nghĩ về điều kỳ diệu mà bạn đang chờ đợi ở việc mình làm. Chính vì vậy, nhiều năm trước đây, tôi tự xây cho mình một ngôi nhà nhỏ ở vùng núi Santa Monica. Tôi thường thực hiện các cuộc nhịn ăn ở nơi xa lánh này. Vào thời kỳ nhịn, nếu có thể bạn hãy đi về một nơi nào đó, chỉ có một mình giữa thiên nhiên, bạn sẽ đạt đạt được kết quả mỹ mãn. Ở Mỹ, có rất nhiều nhà dành cho những người nhịn ăn, có điều kiện tuyệt vời nhiều học trò của tôi đã nhịn ăn vào thời kỳ nghỉ phép họ đến một nơi nào đó yên tĩnh thuê một căn phòng nhỏ tất nhiên là tôi không cho rằng nhất thiết phải rời nhà của mình bởi vì nhà của bạn chính là thành trì của bạn nơi đó bạn cảm thấy là yên tâm hơn cả tất cả gia đình tôi đều thực hiện nhịn ăn và khi có ai đó trong chúng tôi nhịn thì tất cả chúng tôi đều quan tâm đặc biệt chúng tôi thỏa thuận không hỏi nhau về cảm giác khi đang nhịn ăn việc nhịn ăn riêng tư đến nỗi không cái gì không ai có thể giúp gì được cho bạn cho nên tốt hơn hết không nên bàn luận với ai kể cả người cùng ý tưởng với bạn. Khi bạn nhịn ăn từ 3 đến 10 ngày là bạn đang nằm trên bàn mộ của thiên nhiên. Thiên nhiên sẽ loại khỏi bạn tất cả chất thải, các độc tố, các chất nhầy và các loại chất lạ khác. Nghỉ ngơi hoàn toàn rất cần thiết, bởi vì tất cả sức sống của bạn bây giờ để dành cho việc loại bỏ chất độc, để làm sạch cơ thể. Nếu bạn muốn đi dạo hoặc tắm nắng, thì chỉ làm khi bạn cảm thấy là mình đủ sức sức. Đừng tắm nắng lâu vì nó làm mệt hệ thần kinh, hoạt động thể lực cũng làm bạn nhanh mệt. Đừng làm bất cứ điều gì tổn hao đến năng lượng của bạn. Người nhịn ăn, càng ngủ nhiều càng tốt, nếu không ngủ được thì thả lỏng toàn thân. Thật tốt nếu được giải phóng khỏi mọi công việc hàng ngày, không nghĩ đến mọi vấn đề, hoàn toàn giải phóng mình khỏi những ý nghĩ thừa. Đừng lo về hoạt động của ruột trong giai đoạn này. Sau khi nhịn, ruột lại thực hiện tốt chức năng của mình. Tôi không tin rằng, cần phải tẩy ruột trong thời gian nhịn, vì tôi cho rằng bất cứ cách làm áp lực từ bên ngoài nào đều phản tự nhiên. Điều này cũng có nghĩa với bất cứ loại thuốc làm dễ đi ngoài nào. Ruột của chúng ta có những phương tiện riêng để làm sạch và sát trùng riêng. Số thức ăn thừa còn lưu lại trong ruột ở đầu giai đoạn nhịn ăn sẽ được trung hòa trước khi kết thúc. Hệ thống bài tiết của tự nhiên rất hoàn hảo, nếu như ta không can thiệp vào công việc tự nhiên này. Khi bạn kết thúc đợt nhịn ăn và bắt đầu ăn các món ăn hợp lý về khối lượng, độ ẩm, độ kết dính, thì ruột của bạn sẽ hoạt động một cách tự nhiên hơn bao giờ hết, vì giờ đây hơn 50%. Thức ăn của bạn sẽ là rau tươi và hoa quả tươi sống. Bạn cần phải ăn thật nhiều rau xanh. Không cần ăn thịt, cá từ nhiều hơn 3 lần một tuần, sự bổ sung chất đạm cần thiết có thể có được từ lạc, vừng, rau, đậu. Sau khi nhịn ăn, sẽ rất tốt nếu ăn các loại hạt mọc mầm như giá đỗ. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào chương trình nhịn ăn của mình, nó đã chứng minh hiệu quả qua bản thân tôi, gia đình tôi, bạn bè và hàng nghìn học trò của tôi. Chương trình đó gồm nhịn ăn hàng tuần cộng với 4 kỳ nhịn lớn vào các quý trong năm. Vào đầu mỗi năm, tôi đánh dấu những ngày mà tôi sẽ nhịn 7 đến 10 ngày. Tại sao tôi nói 7 đến 10 ngày? Lý do là có những lúc, tôi cảm thấy chỉ nhịn 7 ngày là đủ để làm sạch hoàn toàn cơ thể mình. Tôi đã nhịn ăn nhiều năm, đến mức tôi rất nhạy cảm với từng tác động nhỏ của nó lên cơ thể mình. Tạ hóa đã cho con người ánh sáng, không khí và nước. Nhưng con người giam mình vào những góc tù túng và tự giết mình ở đó. Khun, nhờ nhịn ăn đều và ăn các món ăn của tự nhiên, tôi chịu đựng được rất tốt sự thay đổi của thời tiết nhiệt độ môi trường. Như tôi đã, tôi đã nói, hiệu quả của việc nhịn ăn thường được tích lũy dần. Bạn hãy tưởng tượng, khi nhịn ăn 75 ngày trong một năm, tôi đã cho hệ thống tiêu hóa của mình nghỉ ngơi về mặt thể chất như thế nào. Gan, mật, hệ thống hóc môn cũng được nghỉ ngơi, tuyến tụy sau khi nghỉ sẽ tiết ra nhiều insulin như thế nào, dạ dày sau khi nghỉ cũng tiết ra nhiều dịch giúp cho việc tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Trong vòng miệng cũng tiết ra nhiều nước bọt hơn. Bạn có thể cảm thấy vị ngọt trong miệng mình, hơi thở của bạn cũng trở nên sạch hơn. Bạn càng nhịn ăn nhiều thì mùi hôi từ cơ thể bạn càng ít đi. Cách đây một vài năm, tôi quan sát chương trình nhịn ăn của một thanh niên đến từ New York. Anh ta bị một mùi rất đáng sợ thoát ra từ cơ thể, từ chân tay và cả từ lòng bàn tay. Đây là một mùi hôi thối rất kinh khủng, nguyên nhân không phải đã lâu anh ta không tắm. Anh ta tắm nước nóng mỗi ngày 3 đến 4 lần, sử dụng tất cả các loại nước hoa, nhưng không thể át được mùi hôi khủng khiếp đó. Điều đó đã dẫn anh ta đến tình trạng mất thăng bằng bởi vì anh ta cảm thấy mình bị mùi hôi đó cô lập. Thêm vào đó, anh ta còn bị bị hơi thở hôi và độc. Hơi thở của anh ta có thể giết chết cả con bò. Anh dùng nước xúc miệng bạc hà, nhai kẹo cao su, nhưng chẳng có gì giúp anh được cả. Nói chuyện với con người này, tôi biết được rằng anh bị kiệt sức vì công việc, các khó khăn trong gia đình và các vấn đề tài chính. Khi con người bị mệt mỏi quá sức, khi anh ta phải tiêu tốn quá nhiều tinh thần và sức lực, hệ bài tiết của anh ta không thể làm việc tốt được. Tôi nói rằng, anh đã mất rất nhiều năm để đẩy cơ thể mình đến tình trạng đó, anh cũng phải mất từng ấy năm nữa để hồi phục lại mình bằng phương pháp nhịn ăn và một chương trình sống khỏe phù hợp với tự nhiên. Anh ta tỏ ra là một người thông minh và có suy nghĩ logic, anh ta đề nghị tôi kiểm tra quá trình làm sạch của mình. Chúng tôi bắt đầu nhịn ăn 36 tiếng, tôi dần dần tăng thêm lượng rau quả tươi vào các món ăn đầy thịt và các món ăn công nghiệp của anh ta. Tôi cho rằng, giữa các món ăn trước đây và các món ăn tự nhiên, cần có giai đoạn chuyển tiếp không nên bắt cơ thể của con người thay đổi thói quen một cách nhanh chóng mà phải dần dần. Thay vào việc ăn thịt 3 lần một ngày thì bây giờ anh ta chỉ ăn một một lần một ngày. Các món ăn chế biến bằng phương pháp công nghiệp dần được thay thế bằng các món ăn của tự nhiên. Sau một thời gian, tôi cho anh ta nhịn ăn 7 ngày, 3 ngày đầu tiên trôi qua rất nặng nề, bởi vì các chất độc tích tụ lâu năm được thải ra ngoài rất nhiều, 4 ngày liền anh ta buồn nôn rất nhiều. Ngày thứ tư thì toàn thân bị phủ một lớp muộn đỏ, mùi toát ra từ hơi thở và từ miệng anh ta không thể nào chịu nổi. Tôi có cảm giác, để đứng cạnh anh ta, cần phải đeo mặt nạ chống độc. Các buổi sáng, tôi đều lấy nước tiểu đầu tiên của anh ta, đóng chặt đánh dấu và làm lắng đọng bằng cách làm lạnh. Sau một vài tuần, chúng trở thành một thứ nước đục thẫm. Sau đợt nhịn ăn này tôi loại ra khỏi khẩu phần ăn của anh ta mọi món ăn không tự nhiên, bổ sung thêm rau quả tươi. Và sau một vài tuần, tôi cho anh ta nhịn ăn 10 ngày. Lần này, Việc nhịn ăn của anh ta trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng các độc tố vẫn còn thải ra mạnh. Có thể nói, đây là những chất độc tiềm tàng, được tích tụ trong các tế bào của cơ thể. Phải đòi hỏi một chương trình nhịn ăn lớn, có một chế độ ăn mang tính kiềm, mới có thể đẩy những chất độc gây ra tổn thất lớn cho sức khỏe ra khỏi cơ thể. Trong thời gian giảng bài của tôi ở khắp nơi, tôi thường nghe mọi người nói, Thưa ngài Greg, tôi rất kính trọng lý thuyết của ngài, nhưng tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng tôi biết, một ngày nào đó những chất độc tích lũy trong các tế bào của họ sẽ ra khỏi tầm kiểm soát và họ sẽ bị bệnh nghiêm trọng. Vâng, có rất nhiều người có một sức khỏe tốt, họ thường cười và xem thường các quy luật của thiên nhiên, dường như các quy luật này không liên quan gì đến họ, nhưng hậu quả của nó nhất định sẽ đến. Tôi đã gặp rất nhiều những người khỏe mạnh. Họ có thể ăn, uống mọi thứ, hút thuốc lá, không ngủ và có thể làm việc 18 tiếng và sau đó thì họ suy sụp đến mức phải đi nằm viện. Tôi đã nhìn thấy họ đau đớn đến mức tôi không cầm được nước mắt. Mặc dù là không nên nhưng tôi biết rằng, những người khỏe mạnh này đang chờ đón một cái chết trước tuổi. Hiểu được điều này, nên tôi chữa cho anh bạn đến từ New York một cách rất cẩn thận. Và tôi rất hài lòng vì anh ta làm theo những chỉ dẫn của tôi rất tốt. Phải mất đúng một năm nhịn ăn, ăn các món ăn tự nhiên tiên, mới chiến thắng được căn bệnh bướng bình của anh ta. Bây giờ anh ta có hơi thở sạch và khỏe. Từ cơ thể của anh, không còn mùi hôi kinh khủng nữa. Anh ta đã trở thành một người hoàn toàn khác, chiến thắng được bệnh tật bên trong. Anh ta còn trẻ ra gần 20 tuổi bây giờ anh chàng này đã trở thành một người trẻ tuổi đáng yêu khỏe mạnh lôi cuốn người khác anh ta trở nên tự tin và bình tâm hơn đa số mọi người thường chờ đợi một điều gì đó xảy ra rồi sau đó mới hành động nhưng tôi tin rằng phòng bệnh còn hơn chữa bệnh các bạn thân mến những người đã đọc cuốn sách này bạn không được chờ đến lúc thiên nhiên nện cho bạn một cú như một khối u trong não bởi quá trình nhiễm độc sẽ logic và thông minh hơn nếu biết đúng lúc cho phép cơ thể nghỉ ngơi về mặt thể lực và cho nó khả năng tự làm sạch hãy cho cơ thể mình khả năng loại khỏi các chất độc đang tích tụ trong nó. Bởi chính nền văn minh hiện đại thường xuyên đổ lên đầu chúng ta dòng thác chất độc. Kết thúc việc nhịn ăn 7 ngày như thế nào? Trong thời gian nhịn ăn 7 ngày, dạ dày và ruột của bạn co lại. Cho nên, khi ngừng nhịn nhịn ăn, cần phải làm như sau. Đến ngày thứ bảy vào khoảng 5 giờ chiều, hãy lấy 4 đến 5 quả cà chua loại vừa, làm sạch vỏ và thái miếng. Bỏ vào nồi nước đang sôi rồi lấy ra ngay, và ăn khi cảm thấy đói. Vào buổi sáng hôm sau, lúc 8 giờ chuẩn bị món salad từ cà rốt và bắp cải, nước của một nửa quả cam. sau khi ăn xả lát có thể ăn một đĩa rau nấu. sau đó có thể ăn hai lát bánh mì khô. như tôi đã nói, bữa ăn đầu tiên phải ăn vào buổi sáng. trong ngày muốn uống bao nhiêu nước cất cũng được. vào bữa trưa lại có thể ăn xả lát và nước cam như buổi sáng. sau xả lát có thể ăn hai món rau nấu là bắp cải, bí ngô, cà rốt hay đậu. sau đó có thể ăn hai lát bánh mì xấy. loại thức ăn đó hoàn toàn không chứa mỡ. Vào buổi sáng ngày hôm sau có thể ăn bất cứ món quả tươi nào, chuối, cam, bưởi, táo có thể bổ sung thêm vài thìa mầm lúa mì cùng với một thìa mật ong. Buổi trưa có thể ăn xã lát từ cà rốt, bắp cải, ấn tây và một món rau nấu nóng, một mẩu bánh mì sấy. Buổi buổi chiều có thể ăn xa lát, rau diếp, cà chua và hai món rau nấu. Bắt đầu từ ngày thứ 9 có thể ăn theo thực đơn nêu ra ở cuối sách này. Giữa kỳ nhịn ăn 7 ngày và kỳ nhịn ăn 10 ngày, không có sự khác biệt lớn lắm. Vào ngày thứ 10, Khoảng 5 giờ chiều thì ăn cà chua và sau đó thì ăn như đã hướng dẫn ở trên. Đừng ăn quá mức mà bạn muốn. Hãy nhớ rằng bạn đã sống 7 đến 10 ngày không ăn gì, vào lúc này bạn đã mất đi cảm giác thèm ăn. Cần phải có một thời gian để cho cơ thể đi từ quá trình tự đào thải chất độc sang quá trình tiêu hóa thức ăn. Cơ thể cần 1 đến 2 ngày để quen dần với tiếp thu thức ăn, cho nên bạn đừng lo nếu như ruột chưa kịp phản ứng lại. Trong nhiều trường hợp, lần đầu tiên đi ngoài thường xảy ra sau bữa ăn đầu tiên khi ngừng nhịn ăn, nhưng đây là một việc rất riêng nên chúng ta sẽ không đặt ra một tiêu chuẩn nào cho tất cả tôi hy vọng rằng các bạn sẽ tỏ ra nhẫn nại với tự nhiên đừng bắt ruột của mình làm việc ngược lại với quá trình tự nhiên thiên nhiên đã trang bị cho ruột một hệ thống vệ sinh và khử trùng của riêng mình hệ thống này sẽ hành động khi cần thiết các bạn đang ăn những món ăn ăn kích thích nhu động ruột nếu như bạn làm theo những chỉ dẫn của cuốn sách này bạn sẽ không có vấn đề gì với hệ thống bài tiết của mình chương trình lý tưởng cho sự tiêu hóa tốt. Tôi sống theo một chế độ ăn uống có chứa đựng tất cả những điều cần thiết và theo một thứ tự sau. Đi ngoài vào lúc sáng sớm, chỉ cần một vài cử động vạn người là tôi có thể giải phóng hoàn toàn. Như tôi đã nói, tôi thường không ăn sáng, bởi vì cho rằng, không ăn sáng thì có lợi hơn cho sức khỏe. Sau khi ngủ dậy một vài giờ, tôi ăn một cái gì từ quả tươi như mấy lát dứa, chuối, cam hay một vài quả đào. Khoảng một tiếng sau đó, tôi ăn lần đầu tiên thường là salad từ rau tươi, mà cơ bản là bắp cải cà rốt và rau thơm. Có thêm một quả bơ mà cùng với nó sẽ kích thích rất tốt bộ máy tiêu hóa. Tôi luôn giữ ý kiến cho rằng, món ăn đầu tiên cần ăn là xã lát, bởi vì chúng ta dạy cho cơ thể chỉ tiếp nhận các món ăn tự nhiên. Đa số mọi người bắt đầu ăn bằng canh, nước thịt, hay thậm chí cả bánh. Theo tôi điều này hoàn toàn không đúng, bởi vì chính rau tươi ở đầu bữa ăn sẽ kích thích để tiết ra dịch vị. Chính vì rau tươi mới giàu chất kích thích tự nhiên. Cho nên, tôi kiên quyết khuyên các bạn ăn món rau tươi ở đầu các bữa ăn sau nhiều năm ăn ăn uống như vậy, bạn sẽ cảm thấy cơ thể của bạn không muốn ăn khác đi. Điều đó có thể dẫn đến kết quả là, bạn sẽ dùng 60% khẩu phần là rau và quả tươi. Rau và quả tươi là món ăn giàu sức sống, chính món ăn mà thiên nhiên đã chuẩn bị cho chúng ta, đó là thực phẩm được nạp bằng năng lượng mặt trời. Tôi không định nói rằng khẩu phần của bạn cần phải 100% từ rau quả tươi, bởi vì không nghĩ rằng con người văn minh hiện đại có thể sống như tổ tiên của anh ta cách đây năm đến 6.000 năm trước. Cho nên tôi cho rằng 60% khẩu phần rau quả tươi 0,20% là chất đạm từ thịt, cá, trứng hoặc dưới dạng đạm thực vật như lạc, vừng, đậu, men bia, mầm lúa mạch cũng có thể là một phần đạm quan trọng. 20% còn lại chia ra làm 3 phần. Một phần bao gồm chất tinh bột tự nhiên từ bánh mì, gạo, một phần đường tự nhiên có trong quả khô, mật ăn, nước quả. Phần cuối cùng gồm các chất mỡ không no tự nhiên như dầu hướng dương, ô liu, đậu nành, lạc và các loại dầu mỡ không no khác nữa bột, đường, dầu tự nhiên là món ăn có độ độ đậm đặc cao, chỉ nên ăn ở liều lượng nhỏ. Ăn chay và ăn thịt, đã hơn 50 năm tôi nghiên cứu về dinh dưỡng. Chính trong suốt những năm này, diễn ra một cuộc tranh cãi gay gắt của những người ăn chay và những người ăn thịt. Cả hai bên đều cố gắng khẳng định quan điểm của mình bằng những luận cứ khoa học. Tôi không định tuyên truyền cho quan điểm này hay quan điểm kia. Về đề tài này, đã có hàng trăm quyển sách. Về phần mình, do nhiều năm thực hiện chương trình nhịn ăn và ăn các món ăn chứa rau quả là chính cơ thể của tôi trở nên nhạy cảm đến mức. Nó báo cho tôi biết một cách hoàn toàn chính xác vào thời điểm nào thì ăn thức ăn gì. Trong suốt những năm này, tôi hoàn toàn không còn thói quen ăn thịt cá. Khẩu phần của tôi gồm rau quả tươi, lạc, hạt hướng dương, mầm hạt, men và các loại đậu đỗ. Nhưng thỉnh thoảng cơ thể lại mách bảo tôi hãy ăn một chút thịt hoặc cá hay một chút format tự nhiên hay trứng tươi. Nói một cách khác, trong cơ thể của tôi phát triển sự linh cảm để chọn các món ăn. Thường thì 4 đến 5 năm tôi không hề ăn thịt cá nhưng sau đó Cơ thể gửi cho tôi một thông điệp rằng cần ăn một khúc thịt hoặc cá. Giọng nói ở bên trong này giúp đỡ tôi một cách tuyệt vời. Về cơ bản tôi là người ăn chay, tôi được giáo dục ở một trang trại, nơi đó người ta nuôi hàng nghìn con lợn và các con có sừng khác, chúng cũng được giết mổ ở ngay trang trại. Nhưng tôi cảm thấy ghê sợ việc giết súc vật. Tôi đã đi khảo sát 13 lần ở những đất nước còn cách xa nền văn minh. Tôi đã nhìn thấy những người thổ dân có sức khỏe tuyệt vời, trong khẩu phần ăn của họ có cả rau quả và thịt, cá, chim cho nên tôi cố gắng giữ một vị trí trung hòa trong cuộc trang cãi về việc ăn chay. Tôi cảm thấy rằng, khi làm sạch cơ thể và hoàn thiện mình, chúng ta cũng phát triển trong mình một sự nhạy cảm cần thiết, khi cảm thấy muốn ăn món này hay món kia. Tôi dẫn ra đây danh sách những thực phẩm nên loại bỏ khỏi khẩu phần ăn hàng ngày. một, Đường trắng và các sản phẩm từ đường trắng, mứt, bánh ngọt, kẹo, nước ngọt, si kem hai, tương ớt, tương cà chua, mù tạt, dưa chuột muối, rau xanh muối 3. Các sản phẩm có muối như khoai tây rán đóng gói, lạc rang muối, bánh quy muối. 4. Các các món ăn sẵn của công nghiệp chế biến như ngô bông và các loại tương tự. 5. Các món rán. 6. Các loại mỡ và dầu chế biến qua hóa chất, kẻ thu của trái tim bạn. Nếu như nhãn có ghi dầu thực vật thì đầu tiên hãy tìm hiểu xem làm bằng dầu gì rồi hãy quyết định sử dụng, không nên dùng dầu bông. 7. Dầu lạc có chứa dầu công nghiệp. 8. Cà phê và các loại nước uống từ cà phê, chè, các nước có cồn. 9. Thuốc lá. 10 cá hun khói các loại. 11. Thịt hun khói, giò, răm bông, xúc xích. 12. Các loại rau quả khô có chứa chất bảo quản. 13. Gà và các gia cầm được nuôi bằng cám tăng trọng. 14. Các món ăn đóng hộp. 15. Các sản phẩm từ bột mì. 16. Các loại rau không tươi, các rau xanh đã là thức ăn của hôm trước, khoai tây sấy nóng lại. 17. Tự chữa bệnh bằng các loại thuốc tây. Bạn không có đủ kiến thức để tự cho mình dùng thuốc, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng tôi chống lại việc tẩy ruột khi thực hiện nhịn ăn tôi đã đọc rất nhiều sách về nhịn ăn và đa số số trong đó đều khuyên thụt ruột hàng ngày trong thời gian nhịn ăn tôi có một quan điểm hoàn toàn khác tôi chống lại việc thụt ruột trừ những trường hợp đặc biệt khi ruột hoàn toàn không làm việc và cũng chỉ áp dụng rất ít nếu so sánh việc rửa ruột với việc dùng thuốc chống táo bón thì nó có ưu thế hơn mặc dù nó có một số nhược điểm trong trường hợp làm đi làm lại nhiều lần nó có thể làm tổn thương các mô của tế bào và rửa đi các loại vi khuẩn quan trọng trong màng nhờn của ruột thứ rất cần thiết để ruột thực hiện các chức năng thông thường của mình. Trong thời gian nhịn ăn, cơ thể của bạn trong tình trạng nghỉ ngơi về thể chất, bởi vì thức ăn không được đưa vào cơ thể nên nhu động ruột cũng ngừng làm việc. Toàn bộ hệ thống bài tiết vào lúc này được nghỉ ngơi và bạn không cần phải can thiệp vào quá trình này. Hãy cho phép ruột được nghỉ một cách yên bình, chính bởi mục đích này mà bạn nhịn ăn. Ý nghĩa chính là ở chỗ để cho hệ thống bài tiết được nghỉ ngơi hoàn toàn. Có một vài thời gian trong khi nhịn ăn có đi ngoài, nhưng nếu điều này không xảy ra thì cũng không có nghĩa là bạn đang bị đầu độc. Sau khi kết thúc, bạn bắt đầu ăn các thức ăn tự nhiên, ruột sẽ sẽ làm việc lại một cách đều đạn và tốt hơn. Rượu ăn cắp sức khỏe của hàng nghìn người trẻ tuổi. Không thể liền một lúc vừa sử dụng các đồ uống có rượu vừa muốn có sức khỏe và sức sống. Không thể cảm thấy khỏe mạnh khi bị phụ thuộc vào một chất kích thích nào cả. Lưỡi của bạn không bao giờ nói dối. Lưỡi chính là một cái gương thần. Nhìn vào lưỡi chúng ta có thể biết được bao nhiêu chất độc được tích tụ trong các tế bào và trong các cơ quan của bạn. Lưỡi là tấm gương phản chiếu tình trạng dạ dày và toàn bộ hệ thống tiêu hóa. Trong cơ thể bạn, có 10 mét đường ống kéo từ miệng đến hậu môn. Ở đó được dự trữ độ ẩm và ấm, toàn bộ thức ăn mà ta ăn vào đi qua đó. Các loại thức ăn khác nhau, đòi hỏi các thời gian khác nhau để đi qua đường ống này. Đa số mọi người ngày nay, dùng các loại đồ ăn nặng, đã được tinh chế, dễ tạo ra chất axit. Họ nuốt một lượng lớn bột mì trắng, đường tinh luyện, và mỡ no phần lớn các món thức ăn được gọi là văn minh này không đủ độ chắc độ ẩm và độ sơ để nhanh chóng đi qua đường ống này tôi cho rằng một nhân tố quan trọng là nguyên nhân hoặc là bạn đồng hành của nhiều thứ thứ bệnh là bệnh táo bón bệnh này được giải thích bằng nhiều nguyên nhân nhưng theo tôi nói một cách logic nếu như số lượng và độ sạch không ngang bằng với lượng nước thì sẽ bị táo bón táo bón có thể là nguyên nhân chính của nhiều bệnh nghiêm trọng trong thời đại của chúng ta người ta cho rằng có thể ăn bất cứ thứ gì và bất cứ lúc nào nếu muốn chúng ta quen ăn những bữa sáng nặng nề để tích lũy, dự trữ năng lượng từ sáng, sau đó là bữa trưa và uống cà phê sau khi ăn trưa, rồi đến bữa chiều nặng. Sau đó lại đến ăn nhẹ khi ngồi xem TV và thậm chí ngay trước khi ngủ. Và thế là, nếu như việc đi ngoài xảy ra một lần trong ngày, thường thì vào buổi sáng thì người ta cho rằng, táo bón không đe dọa hệ thống tiêu hóa. Nhưng điều này không đủ để thải hết mọi cạn bã của mọi thức ăn mà con người nít vào mình. Và kết quả là những cạn bã đó đọng lại trong ruột, tạo thành môi trường của các men và vi khuẩn gây nên các bệnh nghiêm trọng. Rất khó thuyết phục con người rằng họ ăn uống không đúng và đi ngoài một lần một ngày, thường bị táo bón, rằng ẩn náu sau những dấu hiệu này là những bệnh tật nghiêm trọng. Nhưng có một dấu hiệu báo trước những điếng điều này là lưỡi không khỏe, nó có thể kể cho chúng ta nhiều thứ nguy hiểm mà chúng ta đang mang trong người. Nếu nhịn ăn 2 đến 3 ngày chỉ uống nước cất thì lưỡi có thể chỉ ra một lượng chất độc đáng sợ mà chúng ta tích lũy trong ruột của mình. Lưỡi được phủ một lớp màu trắng độc tố và cho một thứ mùi khó chịu, làm sạch lớp màu trắng này chỉ vài giờ sau nó lại xuất hiện đây chính là sự chỉ ra chính xác lượng cạn bã chất nhờn và các loại độc tố khác tích tụ trong các tế bào của cơ thể chúng ta và trong thời gian nhịn ăn chúng được đẩy ra từ bề mặt trong của dạ dày ruột và các cơ quan khác những người thường cho là mình khỏe mạnh khó mà tin được vào số lượng độc chất mà họ mang trong người nguyên nhân của mọi bên tật ẩn chứa trong sự ách tắc của đường tiêu hóa thậm chí cả các bệnh về máu và đường hô hấp tôi cho rằng các chất độc ngấm vào thành ruột đã đầu độc toàn bộ cơ quan trong cơ thể. Lưỡi bị phủ một lớp màng trắng khi nhịn ăn, chứng tỏ rằng trong cơ thể ta có một số lượng lớn chất độc. Cấu trúc các mô của các tế bào, đặc biệt là của những cơ quan quan trọng như thận, gan và các tuyến nội tiết giống như một miếng thấm. Hãy tưởng tượng, một miếng thấm mà tất cả các lỗ của nó đều bị bít đầy một chất đặc sệt. Tôi đã quan sát hàng trăm trường hợp nhịn ăn và đã biết một lượng độc tố lớn như thế nào được tích lũy trong cơ thể con người sống theo khẩu phần ăn thường xuyên ở Mỹ. Ví dụ một người bị cảm Thư nghĩ xem bao nhiêu đờm dãi và các chất lỏng ra khỏi cơ thể mình qua đường mũi và họng. Đây chính là lúc mà cơ thể phải giải phóng cho phổi, thận, bỏng đái, đào thải ra các chất độc tồn đọng. Vậy là, để hiểu về mình hơn, chúng ta hãy bắt đầu từ việc xem xét cẩn thận lưỡi của mình. Lưỡi là cơ quan mà bề mặt của nó phản ánh đúng tình trạng của từng cơ quan trong cơ thể bạn. Chiếc gương thần này có thể trở thành ngôi sao, dẫn đường cho bạn trên con đường dẫn đến sức khỏe. Bạn càng cẩn thận thực hiện kế hoạch nhịn ăn của mình và càng biết ăn uống đúng hơn thì lưỡi của bạn càng trở nên sạch hơn, lưỡi sạch, đó là dấu hiệu chứng tỏ rằng bạn đang đứng vững trên con đường đi đến cuộc sống mới tự do, khỏi mọi bệnh tật, mệt mỏi và không còn già trước tuổi. Con người không chết vì bệnh già, mà chỉ chết vì bệnh, bởi vì có những bệnh đặc biệt biệt chỉ đến đến vào giai đoạn trung tuổi. Đa số các bệnh tàn phá những người trẻ tuổi cũng như những người trung tuổi, mà rất nhiều các bệnh này xuất hiện do trong cơ thể bị quá tải các độc tố. Hãy giữ cho cơ thể mình sạch nhờ nhịn ăn và chỉ ăn các món ăn của tự nhiên lưỡi và nước tiêu của bạn sẽ chỉ cho bạn con đường đi đến sự làm sạch từ bên trong hãy chú ý theo dõi chúng vào thời gian nhịn ăn cơ thể của con người được tạo ra phù hợp với các quy luật của vật lý và hóa học các quy luật đó không bao giờ thay đổi chúng được ghi rõ trên từng dây thần kinh từng thớ thịt từng tế bào của cơ thể chúng ta những quy luật này điều khiển các tế bào các mô các cơ quan của cơ thể đặt cho chúng các chức năng nhất định các quy luật này làm việc tích cực qua mạng lưới thần kinh phức tạp đi khắp cơ thể chúng hoạt động qua hệ trung ương thần kinh trong đó các xung động thần kinh được sản sinh ra và qua hệ thần kinh thực vật nằm dưới sự kiểm tra trực tiếp của ý thức. Tôi rất muốn nhịn ăn, bởi vì tin rằng nó sẽ giúp tôi một cách tốt nhất. Nhưng tôi không thể nhịn ăn được vì không thể chịu được những điều xảy ra với người nhịn vào ba ngày đầu. Tôi đã nghe được điều này này nhiều lần, khi nói chuyện về điều kỳ diệu của nhịn ăn. Với những người này thì tôi có một lời khuyên, hãy bậm môi lại và mỉm cười. Một lần tôi đã nhịn ăn, nhưng đã cảm thấy yếu và khó chịu đến mứ, xe tôi lại bắt đầu ăn. Điều này tôi cũng thường nghe được. Chưa bao giờ trong quyển sách này tôi nói rằng nhịn ăn là dễ dàng. Món ăn đã trở thành một phần quan trọng đối với con người, đến mức nếu như không được ăn mà phải nhịn, con người sẽ cảm thấy rất khó khăn cả về mặt thể chất và tâm lý. Đây chính là lý do cơ bản khiến cho việc nhịn ăn không được áp dụng rộng rãi. Con người là nô lệ của các thói quen. Thỉnh thoảng tôi rất vui lòng được ở khách sạn mới ở đảo Hawaii. Đây là một khách sạn tốt của Mỹ, nơi mà các bữa ăn được tính ngay vào tiền phòng. Bữa sáng vào 7 giờ 30 Bữa trưa vào 12 giờ 30 và bữa chiều vào 7 giờ tối. Mỗi lần tôi đi qua cửa phòng ăn vào những giờ này, đều thấy những hàng người thường đứng chờ, khi cánh cửa mở và họ có thể ních no các món ăn vào bụng. Liệu mọi người có bị đói vào những giờ này không? Đa số họ chẳng làm gì ngoài việc nằm dài trên bãi biển, chơi cờ hoặc đọc sách Họ hoàn toàn không làm gì để cần một lượng thức ăn nhiều đến thế vào cơ thể, nhưng họ lại tin rằng, họ cần ăn vào chính những giờ này. Cũng cảnh đó khi tôi đi trên tàu biển trở về nhà. Ở đó đám đông cũng nóng lòng chờ đợi khi nào thì mở cửa phòng ăn. Bác sĩ của tương lai sẽ không cho bệnh nhân uống thuốc mà hướng cho bệnh nhân đến với một chế độ ăn kiêng phù hợp. Tôi Mắc S đi sớm. Không phải sống để ăn mà ăn để sống. Món ăn, món ăn, món ăn. Nó có thể là thứ tốt cho loài người, nhưng nó cũng có thể là một sự nguyền rủa. Rất nhiều tác hại cho cơ thể con người do ăn quá no và đến một ngày, khi hệ thống tiêu hóa không thể đảm đương được công việc, quá với mức mà nó có thể làm được, thì hậu quả sẽ là rất đáng sợ. Các căn bệnh của hệ thống tiêu hóa chính là tai họa của con người hiện đại. Bệnh táo bón xếp hàng đầu trong danh sách các bệnh này. Tôi nghĩ rằng, không ai phản đối bệnh táo bón là nguyên nhân đầu tiên của nhiều loại bệnh. Thử làm một thí nghiệm nhỏ. Hãy chuẩn bị một bữa trưa, tất cả những gì bạn định ăn. Nhưng không ăn mà cho hết vào một cái song, đặt vào nước và giữ ở nhiệt độ 37 đến 38 độ C giống như nhiệt trong ruột hãy luôn giữ cho nhiệt độ này trong khoảng 8 giờ điều đầu tiên là bạn cảm thấy một mùi nặng khó chịu sau đó thức ăn bắt đầu lên men và bốc khí ga áp suất của khí ga gây cho con người nhiều điều bất ổn áp lực này đè lên cơ hoành nó có thể gây đau tim và các loại bệnh khác nữa khi trong cơ thể con người có một lượng lớn các các chất thừa bứa của thức ăn lên men và tạo ra các độc chất chúng sẽ gây đau đầu và đau ở các cơ quan khác nữa không có một cái gì làm tăng nhanh vi khuẩn trong ruột giả hơn là lượng thức ăn chưa tiêu hóa hết và thế là chính chúng lại tạo nên một lượng lớn kẻ thù để chúng mang lại tai họa cho chúng ta. Nếu như bạn hay bị cảm thì chính bệnh táo bón đã tạo ra môi trường tốt cho các nhân tố gây nên căn bệnh cảm này. Các chất độc được hình thành do nuốt một lượng lớn các thức ăn có hại, có thể làm hại một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, đó là gan. Mỗi một người đều phải biết gan quan trọng như thế nào đối với cơ thể. Gan là một nhà máy hóa chất lớn, nó thực hiện nhiều chức năng, vừa tiết mật tiêu hóa, vừa thực hiện chức năng bài tiết nếu một trong số các cơ quan hoặc chức năng của cơ thể gặp vấn đề thì các bộ phận khác, chức năng khác phải gánh vác nhiệm vụ thay. Nếu như điều đó thường xuyên xảy ra, cơ quan đó bị phá hủy. Khi các chức năng của gan và ruột bị phá vỡ, con người bị đau nặng. Chính vì vậy mà bệnh táo bón thường đi đôi với bệnh gan và nhiều bệnh khác. Rất dễ hiểu khi bạn nhịn ăn để làm sạch cơ thể thì bạn cảm cảm thấy khó chịu. Khi bạn nhịn ăn, sức lực của cơ thể sẽ giải phóng các cặn bã và cho chúng vào quá trình trao đổi chất để làm cho chúng mất tác hại nhưng khi các chất có hại này được đẩy ra ngoài, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều. Trong quá trình nhịn ăn, cảm giác sẽ thay đổi hàng ngày. Khi quá trình đẩy ra khỏi mình các chất độc xảy ra bạn cảm thấy khó chịu. Nhưng thật thú vị, sau khi nhịn 7 ngày bạn sẽ cảm thấy tốt hơn là sau khi nhịn 3 ngày. Điều này xảy ra vì một lượng lớn chất độc đã được đưa ra ngoài. Vào cuối kỳ nhịn 10 ngày, tôi còn cảm thấy khỏe hơn lúc đầu. Cơ thể càng được làm sạch, sức sống càng được dồi dào hơn. Cho nên, vào đầu kỳ nhịn, hãy mím môi lại mỉm cười và hãy cứng rắn, chịu các khó chịu xảy ra trong quá trình làm sạch cơ thể. Bạn biết rằng, khi cơ thể mình đã sạch, bạn sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn. Đừng đổ lỗi cho thiên nhiên, nó làm đúng việc của mình, hãy đổ lỗi cho chính bản thân mình. Nhịn ăn chống lại chất nhầy. Tôi cho rằng nhiều vấn đề của sức khỏe con người có gốc rễ do hệ thống bài tiết của cơ thể bị quá tải các chất thải. Trong nhiều trường hợp, sự ách tắc là do các chất nhầy. Vậy bạn có khi nào cơ thể không có chất nhầy không? Hãy nghĩ về điều này, trong cổ bạn có tích tụ các chất nhầy không? Còn mũi thì sao? Bao nhiêu lần trong ngày bạn phải dùng đến khăn lau? Bao nhiêu lần trong ngày bạn khạc đờm rãi? Con người ăn các món ăn bình thường, bị một điều là hệ thống bài tiết của họ dày đặc các chất nhầy. Loại chất nhầy độc tính này hình thành từ những cạn bã của các món ăn chưa tiêu hóa hết và các món ăn không tự nhiên, được tích lũy từ khi sinh ra. Nó không chỉ làm tắc mũi, hỏng, phổi. Có thể thấy nó trong toàn bộ hệ thống tiêu hóa từ mồm cho đến hậu môn. Con người chịu sự tích tụ của nó ở khoang mũi, có thể tìm thấy nó trong tai không chỉ ở dạng lỏng mà còn ở dạng nút. Một lượng lớn các chất nhầy đọng trong phổi. Viêm phổi là một trong những căn bệnh đáng sợ nhất. Nó phát triển khiến trong phổi bị ưu đầy chất nhầy đến mức khiến cho phổi không hấp thụ đủ oxy để cung cấp cho cơ thể. Thường thì các thức thức ăn của chúng ta không bao giờ được hấp thụ hết, và các chất thừa thì không được thải hết. Bằng cách đó, hệ bài tiết của chúng ta từ từ bị nhiễm bẩn. Đây cũng chính là nguyên nhân của nhiều bệnh tật. Cơ thể bị đầy ắp chất nhầy mà không thể đào thải được. Nó đọng lại trong cơ thể và càng ngày càng tích lũy nhiều hơn. Ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Càng ăn nhiều thì càng nhiều bệnh món ăn của loài người văn minh thúc đẩy sự hình thành chất nhầy. Đa số các món ăn hiện đại có cơ sở từ các món rán, mà các món rán chính là các món tạo ra chất nhầy. Các thực phẩm sữa cũng tạo ra chất nhầy. Chẳng có một sinh vật nào trên trái đất ăn sữa vào lúc trưởng thành 0,90% các sản phẩm của nền công nghiệp thực phẩm được làm trên cơ sở của dầu tinh luyện và đã tẩy qua hóa chất. Nhiệt độ của cơ thể chúng ta là 36.6 độ thủy ngân, thế mà để hấp thụ loại mỡ như thế cần nhiệt độ là 150 độ. Thức ăn trong thế giới văn minh của chúng ta chứa một lượng lớn format nhân tạo và được chế biến lại còn phong mát tự nhiên thì cho đầy muối. Về sự độc hại của muối ta đã nói ở trên, chúng ta ăn một lượng lớn trứng, mặc dù trong trứng có nhiều mỡ no, trong trong khẩu phần của chúng ta có rất nhiều thịt, phần lớn trong đó lại được dán bằng dầu tinh luyện. Chính vì vậy mà có thể nói rằng các món ăn của thời văn minh hiện đại là loại món ăn để tạo ra các chất nhầy. Các chất nhầy đó được thải ra ngoài, theo nước tiểu trong suốt thời gian nhịn ăn. Việc nghiên cứu nước tiểu đã cho một bức tranh chính xác về số lượng chất nhầy được tích tụ trong con người hãy thực hiện nhịn ăn 3 ngày hoàn toàn không ăn gì, chỉ uống một lượng lớn nước cất, từ 2 đến 3 lít một ngày. Hãy lấy nước tiểu đầu tiên vào buổi sáng, đặt nước tiểu vào giá và làm lạnh. Qua mấy ngày trong lọ nước tiểu này xuất hiện những đám mây chất nhầy, bạn càng để lâu thì đám mây này càng trở nên nhiều. Tôi nghĩ rằng nhịn ăn 24 giờ hàng tuần cũng giúp bạn loại bỏ được một lượng lớn chất nhầy. Một số lượng các chất nhầy này đã lưu thông trong máu rất nhiều năm. Mùa đông khi con người ăn một lượng lớn các món ăn có tính chất nặng, cơ thể bị tích đầy các chất nhầy đến nỗi bắt đầu thời kỳ khủng hoảng của cơ thể để tự làm sạch. Một lượng lớn được đưa ra ngoài thường là qua đường mũi dưới dạng sổ mũi, ít ai có thể tưởng tượng được những móc xích nào xảy ra trong cơ thể chúng ta. Cơ thể là một bộ máy tự làm sạch, khi nó có đủ sức để đẩy ra ngoài các chất độc thì nó tự làm. Nhưng con người hiểu và tiếp nhận giai đoạn biến chứng này như thế nào? Họ cảm thấy nóng, nhiệt độ lên cao, đó là một hiện tượng tự nhiên của thiên nhiên. Ở người chết thì không có nhiệt độ, chỉ có những người sống có một lượng lớn năng lượng sống mới có được độ nóng giống như một cái bếp làm sạch của thiên nhiên một người không hiểu biết có thể giải thích rằng bị cảm là do bị ướt chân hay bị gió lùa hoặc là không mặc áo len đúng lúc nhưng đây không phải là giải thích có cơ sở khoa học bệnh cảm vào mùa đông chính là một thử nghiệm của thiên nhiên muốn loại khỏi cơ thể con người các chất độc hại được tích tụ trong cơ thể đã từ lâu đó chính là bộ máy làm sạch từ bên trong của cơ thể chúng ta một lần nữa tôi chứng minh rằng không thể tự mắc bệnh cảm Tôi đã từng được làm việc với tiến sĩ Bernard McFadden, cha đẻ của phong trào văn hóa thể dục. Ông tổ chức ra nhóm người gọi là gấu trắng vào các ngày chủ nhật, thứ bảy và các ngày lễ lúc thời tiết lạnh. Chúng tôi đến bờ con Nhi Islanda ở New York, tập các bài tập thể dục ở đó và sau đó tắm mình trong nước băng của Tây Đại Dương Dương. Không một ai trong số những người tắm băng bị cảm cả. Mọi người đi dạo bên bờ biển thì mặc áo lông, ngạc nhiên nhìn chúng tôi bơi hụp trong nước lạnh băng. Chính những người mặc ấm đó mới bị cảm. Chính vì chúng tôi tin vào chế độ ăn không sinh chất nhầy, các bài tập thể lực ở không khí trong lành và bơi trong nước băng. Hiện giờ tôi là thành viên của hai đội tắm lội quanh năm và tôi còn tham gia đội tắm mùa đông ở Boston. Chính những nhóm này đã chứng minh rằng có thể bơi vào lúc thời tiết lạnh nhất mà không bị viêm họng, sổ mũi hay cảm cúm. Rất nhiều các bạn của tôi, những người tuân thủ chế độ ăn không sinh chất nhầy đã cũng theo tôi tắm nước băng vào mùa đông. Tôi cảm thấy sâu sắc rằng nhờ nhịn ăn mà tôi có thể làm được những việc to lớn và giải phóng cơ thể khỏi những chất nhầy bẩn thỉu. Tất nhiên là tôi ăn theo chế độ ăn không sinh chất nhầy, nhưng chính nhịn ăn 24 giờ trong tuần đã giúp tôi đẩy những chất mà dù sao vẫn tích tụ trong tôi. Thử làm một thí nghiệm nhỏ, hãy loại bỏ ra khỏi khẩu phần ăn các thức ăn sinh chất nhầy trong mấy tháng, và trong thời gian này, hãy nhịn ăn mỗi tuần một lần, và nếu có thể, thì nhịn một lần 7 ngày ngày. Hãy chú ý theo dõi nước tiểu, bạn sẽ được mục kích bao nhiêu chất nhầy tích trong máu mình. Sau khi nhịn hãy ăn toàn các món rau quả tươi và các món rau nấu không chứa tinh bột. Đó chính là các món ăn không sinh chất nhầy. Lạc và các loại hạt không tạo nên chất nhầy, cho nên trong khẩu phần ăn của mình, có thể bổ sung thêm hạt hướng dương và các loại hạt khác nhau. Nếu như bạn không thể bỏ thịt cá, thì hãy hạn chế ở mức tối đa. Chỉ 3 lần một tuần, không nên lạm dụng các loại thức ăn tinh bột, bánh mì, bột mì tôi sẽ không thuyết phục các bạn rằng. Việc nhịn ăn và ăn các món ăn không sinh nhầy sẽ cho bạn nhiều như thế nào? Hãy theo dõi nước tiểu của mình, hãy chú ý vào việc mình có cần khăn lau mũi nhiều hay ít. Kẻ làm sạch chất nhầy vĩ đại nhất là nhịn ăn 7 ngày. Tôi tạo cho mình một nguyên tắc là nhịn ăn 7 đến 10 ngày vào cuối tháng 10 hoặc tháng 11. Tôi làm sạch cơ thể mình khi mùa đông đến. Tôi thường xuyên thực hiện các món ăn không. Trong trường hợp này việc nhịn ăn đã cứu tôi. Hãy bỏ thuốc lá, rượu, chè, cà phê nhờ nhịn ăn. Nhiều người văn minh tự làm hại mình bằng sự đầu đầu độc chất hóa học này hoặc kia. Thuốc lá, rượu, chè, cà phê cũng là những chất gây nghiện. Chúng có chứa các độc chất nguy hiểm các nhà bác học đã và đang nghiên cứu một cách nghiêm túc tác hại của thuốc lá trên thân thể con người. Xin nhắc lại một lần nữa, thể xác là ngu dốt, thể xác có thể chấp nhận tất cả. Nó có thể tiếp nhận sự liên kết giữa carbon và nicotine của thuốc lá, nó có thể tiếp nhận cồn, nó có thể tiếp nhận chất nhựa caffeine có trong cà phê và trong chè. Cơ thể con người đã đánh mất đi cơ chế làm vô hiệu hóa các chất độc và gây nghiện này. Đôi khi tưởng như con người không mong gì hơn là phá hủy chính bản thân mình. Dù đã được thường xuyên cảnh báo về sự nguy hiểm, Hãy nhớ rằng các chất gây nghiện trên, thoạt đầu chỉ tác động như một chất kích thích, và sau đó mới gợi lên sự trì trệ trong hệ thống trung ương thần kinh. nghiện ăn, đó chính là sự cứu vớt đối với những người quyết kết thúc các thói quen xấu. Trong đời mình, tôi đã nhìn thấy nhiều, người bỏ được thói xấu này trong thời gian nghiện ăn. Nhiều năm trước đây, có một người phụ nữ nghiện thuốc nặng đã đến gặp tôi tôi. Một ngày bà ta hút ít nhất là 4 bao thuốc, uống 5 khẩu khẩu phần whisky, một lượng lớn chè và cà phê. Bà ta kể rằng, hệ thần kinh của bà ta đã hoàn toàn rượu rão. Khi bà ta cầm cây bút, tay bà ta run run, bà ta không ngủ được, không có cảm giác muốn ăn. Mắt bà ta như mắt người sốt rét, da bà ta nhăn nheo. Tình trạng của bà ta tồi tệ đến nỗi, bà ta định tự tử. Bác sĩ gửi bà ta đến cho tôi, hy vọng rằng vật lý trị liệu sẽ mang lại sự nhẹ nhõm nào đó cho bà ta chăng. Bà ta đang trên bờ vực, nên sẵn sàng làm tất cả. Điều đầu tiên mà tôi làm cho bà ta là nhịn ăn và không cấm việc sử dụng các loại chất độc yêu quý của bà bà ta vẫn tiếp tục hút và uống một lượng không lớn rượu và cà phê. Nhưng đến buổi sáng thứ ba của kỳ nhịn ăn, cơ thể bà ta nổi dậy. Tất cả những chất độc mà bà ta thường xuyên sử dụng trở thành một thứ đáng kinh sợ đối với bà ta. Mỗi lần bà ta bật lửa để hút thuốc hoặc uống một liều nhỏ rượu thì bà ta cảm thấy cơn buồn nôn kinh khủng. Việc nhịn ăn của bà ta kéo dài 10 ngày. Đây là những ngày đầu tiên trong rất nhiều năm bà ta không đầu độc mình và không phá hủy cơ thể mình bằng các loại chất chất độc hại. Tôi cho bà ta ngừng việc nhịn ăn ở ngày thứ 10 và nước tiểu của bà ta vào buổi sáng thứ 10 là một hỗn hợp đặc quánh các chất nhầy hôi hám. Các bạn đã biết, đây là những cặn bã độc tố. Tôi cho bà ta ăn các món không sinh chất nhầy trong 10 ngày, rồi lại cho nhịn ăn 10 ngày nữa. Mỗi một ngày của kỳ nhịn ăn thứ hai, trong nước tiểu lại tìm thấy một lượng lớn các độc tố. Bà ta được tôi theo dõi đúng 10 tháng. Tôi chụp ảnh bà ta lúc bắt đầu chữa và sau khi chữa. Không thể tin được rằng, đây là ảnh của cùng một người. Da và các cơ của bà ta trở nên tuyệt vời, đôi tay trở nên đẹp đẽ từ một cơ thể mệt mỏi chán trường bà ta đã trở thành một người yêu đời tràn đầy hạnh phúc bà ta đã mất đi thói quen hút thuốc và uống rượu hôm nay bà ta là một trong những diễn viên có khả năng của hollywood bà ta đã trở thành một người giàu có và quyến rũ đến mức đã tìm được cho mình một phu quân giàu có tôi có thể dẫn chứng ra đây nhiều ví dụ tương tự khi con người đã rơi vào hố sâu không đáy của những thất vọng ghê gớm do nghiện thuốc rượu chè cà phê họ đã trông nhờ vào phương pháp nhịn ăn và đã tự cứu được mình một cách kỳ diệu Bất cứ người nào muốn từ bỏ khỏi các thói quen xấu trên đây, đều có thể tìm thấy cách giải quyết vấn đề trong phương pháp rất đổi đơn giản là nhịn ăn. Một cơ thể sạch, khỏe, luôn từ chối khỏi các chất độc. Nhịn ăn, đó là một phương pháp vĩ đại để làm sạch cơ thể và giúp cơ thể chống lại bất cứ sự đầu độc nào. Sống trong điều kiện của nền văn minh hiện đại, bạn nên biết rằng, việc chế biến hoặc tẩy các thực phẩm sẽ phá hủy một cách hoàn toàn hoặc một phần nào các nguyên tố quan trọng của các nguyên liệu của thiên nhiên. Nếu như thức ăn của bạn không có sức sống, nếu các nguyên tố dinh dưỡng sống trong thức ăn bị mất đi hoặc thiếu đi nghiêm trọng do quá trình chế biến, bạn có thể bị chết đi vì đói mặc dù dạ dày đầy ấp. Nhịn ăn giúp làm giảm cân. Từ các số liệu đáng tin cậy ta biết rằng, 65 đến 70% đàn ông, đàn bà và trẻ em ở nước Mỹ bị thừa cân. Các nhà y tế nghiêm túc cho rằng, Thừa cân cũng là một căn bệnh, đó là bệnh kinh niên và khó chữa. Một người béo không thể cảm thấy mình có sức khỏe tốt. Trước tiên, họ luôn phải mang theo mình một gánh nặng lớn, hãy tưởng tượng một người cân nặng quá 10 kg so với tiêu chuẩn, và bây giờ, hãy cho một người cân nặng bình thường mang một khối lượng là 10 kg suốt cả ngày, anh ta sẽ mau chóng bị đuối sức. Những người thừa cân không bao giờ muốn tập thể dục, đa phần trong số họ luôn tìm một cái ghế chống và ngồi đó, khó khăn lắm họ mới bắt mình làm những việc cần thiết. Đối với những người này, cả thở cũng khó, bởi vì mỡ thừa đã làm khó cho các cơ quan hô hấp. Thừa cân là một gánh nặng lớn, trên mỗi 1 cm vuông của khối lượng thừa, cơ thể phải có 11 km mao mạch để nuôi và duy trì số mỡ thừa này ở tình trạng tốt. Chính vì vậy, vì sao sự thừa cân này ảnh hưởng đến bộ máy hô hấp và làm khó cho hoạt động bình thường của tim? Nhịp nhịp đập và huyết áp bị tăng lên đến mức nguy hiểm, qua đó lại sinh ra các biến chứng nghiêm trọng khác. Các thống kê của các cơ quan bảo hiểm đã cho thấy rõ ràng rằng, những người béo sống không lâu trong thời hiện đại số lượng những người thừa cân không ngừng tăng cao trước hết là vì ở mỹ việc ăn uống hoàn toàn không bình thường một người mỹ trung bình nuốt một lượng quá lớn các thức ăn các quán cà phê mời gọi ghé vào giữa các bữa ăn đài và tv tuyên truyền cho việc ăn uống tiện lợi trong những cái hộp ăn con người thường xuyên ăn một lượng lớn sữa kem giò chân giò khoai tây rán chúng ta sống trong thế kỷ công nghiệp chúng ta chất vào mình một khối lượng lớn các thức ăn mà không bao giờ sử dụng năng lượng của chúng cho các bài tập và các hoạt động thể thao tích cực. Ô tô thay bằng đi bộ, chúng ta là một dân tộc hay ngồi, các con em chúng ta ngồi hàng giờ ở trường học, mọi người ngồi trong giạc hát, phim, nhà thi đấu, trước TV. Cuộc sống thường xuyên ngồi này đã dẫn đến một lượng lớn những người béo là không tránh khỏi. Thế rồi để giải quyết vấn đề của mình, những người béo này lại thực hiện một chế độ ăn kiêng không đúng. Kiểu ăn kiêng này làm phá hủy sức khỏe của người Mỹ. Hết báo này đến tạp chí nọ kể về các loại ăn kiêng dành cho người béo mà thực chất là phá hủy cơ thể con người. Theo tôi, chỉ có nhịn ăn mới là con đường tự nhiên và có cơ sở khoa học nhất để giúp con người duy trì được khối lượng cân đối. Sau 2 đến 3 ngày nhịn ăn, bạn sẽ mất đi cảm giác muốn ăn và sang ngày thứ ba bạn sẽ không còn bị lôi cuốn bởi các món ăn nữa. Còn chính những người thường ăn kiêng bởi các món ăn nghèo calo luôn cảm thấy đói hơn những người nhịn ăn. Nhịn ăn là một nguồn năng lượng không bao giờ cạn. Tôi đã thấy nhiều người béo bị mất đi 5 đến 8 kg sau khi nhịn ăn đợt đầu 7 đến 10 ngày. Cùng với việc mất đi những kg thừa, họ cảm thấy dễ chịu, năng lượng sống và sự tinh nhanh trở về với họ. Tất nhiên, mọi người đều khác nhau. Đa số mất khoảng 500g đến 1kg trong một ngày, nhưng cũng có một số người tôi nhận thấy đã mất đi hơn 2kg, phụ thuộc rất nhiều vào việc mỡ bị tích lũy ở đâu. Nếu như nó tập trung ở bụng hoặc mông thì rất nhanh bị đốt cháy. Rất nhiều lần tôi nhìn nhìn thấy những người nhanh chóng mất đi sức lực, trở nên ốm yếu, mặc dù ăn những món ăn ít calo, nhưng chỉ cần họ nhịn ăn là tình hình sẽ thay đổi ngay, mỡ biến mất, thân thể được giải phóng khỏi sức nặng thừa và lập tức tim mạch và huyết áp trở lại tiêu chuẩn cần thiết. Nếu như bạn có vấn đề với trọng lượng cơ thể, hãy sử dụng chương trình nhịn ăn trong quyển sách này. Bạn có thể bắt đầu bằng nhịn ăn 24 giờ. Tôi thường xuyên cho những người béo nhịn ăn 24 giờ với tần suất 3 lần trong một tuần. Nói cách khác họ ăn một ngày, nhịn một ngày. Nếu như con người để cho mình bị lên cân vào ngày mà họ ăn, thì vào những ngày nhịn họ sẽ nhanh chóng mất đi những trọng lượng này. Nhịn ăn với mục đích giảm cân sẽ cho những kết quả vĩ đại. Cơ thể nhanh chóng trở lại thời kỳ trẻ trung. Tôi có rất nhiều kinh nghiệm chữa cho các ngôi sao nổi tiếng Hollywood bằng nhịn ăn. Ống kính camera không hiểu tại sao làm cho con người trở nên béo hơn so với thực tế. Mà số phận của một diễn viên, đôi khi phụ thuộc vào vòng eo của họ. Chính vì vậy, các ngôi sao luôn phải thon thả và quyến rũ. Một vài năm trước đây, có một ngôi sao, sao nổi tiếng bỗng nhiên bị béo lên đến mức bị từ chối không được đóng phim nữa, bà ta ăn quá nhiều kem và đồ ngọt, bị mất hợp đồng. Bà ra rơi vào tình trạng trầm uất, phải đi bác sĩ tâm lý và vị bác sĩ đó đã gửi bà ta đến chỗ tôi. Tôi giải thích sẽ phải mất thời gian để giảm cân và sẽ trở lại thon thả như xưa. Chúng ta gọi bà là Beth mặc dù đây không phải là tên thật. Beth có 35 cân thừa, đầu tiên tôi cho Beth ăn chế độ hoa quả vào buổi sáng, rau sống và rau nấu vào buổi trưa, tôi loại trừ bánh mì gạo và khoai tây ra khỏi khẩu phần ăn. Buổi chiều tôi cho ăn cà chua, một khúc cá nấu hoặc một quả trứng luộc, thịt nạc. Và tất nhiên, các món ngọt hoàn toàn loại bỏ. Hai tuần đầu tiên bà ta nhịn ăn 24 giờ mỗi tuần. Sang tuần thứ ba tôi cho bà ta nhịn 3 ngày. Tuần thứ năm bà ta nhịn ăn hoàn 7 ngày. Và sau hai tuần nữa tôi cho nhịn ăn 21 ngày. Quá trình này đã làm nên điều kỳ diệu. Thân hình bà ta lại trở về như thời con gái. Ánh mắt lại trở nên lấp lánh, làn da lại trẻ lại bà ta tiếp tục sống theo chế độ của tôi. tôi. mỗi một tuần nhịn ăn 36 giờ cứ, 3 tháng lại nhịn ăn một tuần. Nhịn ăn là một lời kêu gọi. Thói quen thường xuyên ăn uống của chúng ta đã dẫn đến việc, mỗi khi nghỉ ăn ta lại coi là bị đói. Nhịn ăn là một trong những phương pháp chữa bệnh cổ xưa nhất. Tôi xin nhắc lại, lý trí cần phải kiểm soát thể xác, bởi vì thân xác là ngu dốt. Bạn cần phải phân tích trạng thái của mình, để không bỏ lỡ thời điểm thôi nhịn và trở lại với thức ăn. Nếu bạn là người có ý chí, bạn sẽ làm cho việc nhịn ăn trở thành một phần trong cuộc đời mình đừng để cho sự thừa cân làm cho bạn trở thành một người già nua ốm yếu hãy đấu tranh với bệnh béo hãy là chủ của thân thể mình hãy đặt cho mình một chương trình khỏi béo nhưng không phải trong một tuần cần không ít thời gian để trở lại cân nặng bình thường và bạn hãy tự hào về mình khi nào bạn trở lại cân đối và quyến rũ mỗi một người đều muốn tự hào về mình rằng trông đẹp và khỏe mạnh và để làm được vậy cần phải lao động nhịn ăn ăn uống đúng và vừa phải là cái giá phải trả cho sức khỏe hãy theo dõi mình và cân nặng của mình bụng đùi mông tay và vai hãy nghiên cứu kỹ chương trình nhịn ăn trong quyển sách này dùng nó làm vũ khí để chiến đấu với bệnh béo để xác định đúng thời gian nhịn ăn bạn nên thảo luận với bác sĩ của mình bạn cần phải tin tưởng vào kết quả tốt sẽ đạt được tâm trạng tự tin sẽ là một yếu tố quan trọng trong quá trình chữa bệnh không phải dễ dàng vứt bỏ được cân nặng và tôi nói với các bạn rằng nhịn ăn không phải là một việc dễ chỉ có một tâm trạng tốt và những việc làm đúng, bạn mới có thể đạt được kết quả mong muốn. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay. Làm tăng cân nhờ nhịn ăn như thế nào? Không ít người bị khổ sở vì không đủ cân nặng, nhiều người trong số họ đã đến với tôi, đề nghị tôi cho một chế độ ăn để tăng cân. Rất nhiều người trong số họ bị khổ sở vì thường xuyên cảm cúm, có những người bị lạnh cóng giữa mùa hè. Và họ rất xấu hổ vì thân hình gầy yếu của mình. Tôi giải thích rằng, không có chế độ nào có thể giúp được họ, họ không muốn tin vào điều này. Nhưng tôi có nói thêm, có một chương trình có thể làm tăng cân, và trong đó có cả nhịn ăn thì họ còn tin tôi ít hơn. Thường thì họ nói, việc nhịn ăn càng làm trầm trọng thêm tình trạng của họ. Và khi đó tôi giải thích rằng, họ gầy là vì họ không cân bằng được việc ăn uống của mình. Tôi nói rằng, món ăn và dinh dưỡng còn xa mới là những từ đồng nghĩa của nhau rằng có thể đặt một chế độ ăn dầu chất béo chất đạm đường có thể bổ sung sữa váng sữa và các loại thức ăn dầu mỡ nữa nhưng tất cả những thứ này không thể giúp tăng cân được mà ngược lại họ càng thêm gầy mặc dù tích cực ăn những thứ đó trọng lượng của cơ thể không chỉ phụ thuộc vào số lượng của thức ăn mà còn phụ thuộc vào việc những tính thức ăn đó được cơ thể hấp thụ ra sao khi cơ thể hấp thụ tồi thì có thể ăn được bao nhiêu các món ăn mỡ cũng không bao giờ tăng cân được việc giảm cân dưới mức bình thường là kết quả của việc rút kém của sức khỏe hoàn toàn không có lợi gì khi cho cơ thể một lượng lớn thức ăn nhưng việc hấp thụ chúng ở mức kém bí quyết của việc tăng cân là ở chỗ nhờ nhịn ăn sẽ làm cho bộ máy tiêu hóa thức ăn trở nên có khả năng hơn chỉ sau khi làm sạch cơ thể thì người gầy mới có thể phục hồi lại khả năng hấp thụ thức ăn về tiêu chí bình thường người gầy cũng như người béo rất cần thiết phải nhịn ăn để cho cơ thể được nghỉ ngơi về mặt sinh lý cả trong hai trường hợp hệ thống tiêu hóa đều bị quá tải điều này tất nhiên là khó giải thích cho những người đã kiệt quệ Họ không kiên nhẫn và muốn nhanh chóng lên cân nhanh. Nhưng điều đầu tiên, những người đó cần hiểu là, việc nghỉ ngơi về sinh lý trong thời gian nhịn ăn, tạo điều kiện cho hệ tiêu hóa làm việc tốt và qua đó sẽ hấp thu thức ăn tốt. Cơ thể sẽ có sức mạnh, đặc biệt cho hệ tiêu hóa làm việc tốt và qua đó sẽ hấp thu thức ăn tốt. Cơ thể sẽ có sức mạnh đặc biệt khi nó không bị chịu chịu một lượng thức ăn thừa. Sau 50 năm, tôi đã có nhiều thành công trong việc chữa cho người gầy nhờ nhịn ăn và cách sống đúng, phù hợp với thiên nhiên. Tôi có một người chị gái mà tôi rất yêu quý. Chị ấy sinh ra đã rất yếu, nếu tôi không nhầm, lúc mới sinh chỉ nặng không quá 2kg. Suốt đời chị gái của tôi mang một cái tên là Cỏ Hương, và ngay cả khi còn nhỏ. Mẹ tôi đã cố gắng cho chị ăn thật nhiều các món sữa, bơ, thịt, khoai tây, cơm, các loại bánh và tất cả những thứ mà có thể cho là nâng được cân nặng của chị ấy. Năm tháng trôi đi, chị gái tôi càng ăn nhiều càng thêm gầy yếu và nhợt nhạt, ốm yếu. Đôi khi, chị tôi yếu đến mức phải nằm nghỉ hoàn toàn, và ngay cả những ngày này, Chị tôi cũng phải ăn những thức ăn được cho là để nâng cao cân nặng. Sau khi tôi đi khỏi nhà và lấy lại được sức khỏe của mình, tôi trở về nhà. Chị tôi đã trở thành một cô gái lớn nhưng chưa lấy chồng. Chị dạy học ở trường phổ thông và vẫn gầy ốm yếu xanh xao. Sau mỗi một ngày dạy học ở trường về là chị lại rơi người xuống giường hoàn toàn kiệt sức. Tôi trở về đúng lúc nghỉ hè. Tôi kể tôi kể cho chị về chương trình của mình và đề nghị được giúp đỡ chị. Chị ấy cho rằng việc xảy ra với tôi là một điều kỳ diệu vĩ đại nên đồng ý tất cả. Tôi giải thích với chị rằng, một phần của chương trình này là thực hiện nhịn ăn, để cho cơ thể được nghỉ ngơi về mặt sinh lý và cho phép bộ máy tiêu hóa được đổi mới. Quá trình này dẫn đến sự tiết dịch vị được nhiều hơn, cho phép hấp thu tốt hơn các chất đạm. Và không chỉ việc hấp thu chất đạm có hiệu quả hơn, mà toàn bộ hệ thống tiêu hóa làm việc tốt hơn. Đó là kết quả của quá trình nhịn ăn. Quá trình trao đổi chất là cốt tủy của sự sống. Sự thay đổi hóa học trong các tế bào, mà kết quả của quá trình đó tạo nên năng lượng cần thiết để duy trì các hoạt động sống tổng hợp lên vật chất mới, thay thế cho các chất đã chết đi. Tất cả quá trình này sẽ xảy ra một cách mạnh mẽ sau khi nhịn ăn. Kinh nghiệm nhiều năm đã chỉ ra rằng, quá trình chuyển hóa tốt lên nhờ kết quả của việc nhịn ăn, làm cho trọng lượng riêng của các mô của tế bào hình thành, sau khi nhịn ăn tăng lên. Nhịn ăn giúp cho cơ thể hấp thu đạm, mỡ, đường, muối khoáng, vitamin, và tất cả những chất cần thiết cho cơ thể một cách tốt hơn. Chỉ bắt đầu bằng việc nhịn ăn 7 ngày, chỉ uống nước cất. Chị ấy hoàn toàn tin tưởng rằng, Thiên nhiên sẽ làm sạch cơ thể của chị và việc làm sạch bộ máy tiêu hóa sẽ giúp cho chị tạo nên một cơ thể mới. Vào 7 ngày đầu tiên, chị bị mất đi một số cân nặng, nhưng sau khi ngừng nhịn ăn, chị cảm thấy ăn ngon miệng một cách lành mạnh và ăn được nhiều hơn bình thường. Một tuần nghỉ ngơi về sinh lý đã mang lại một kết quả kỳ diệu. Chị nói rằng, chưa bao giờ trong đời cảm thấy sung sướng khi được ăn theo chế độ ăn mà tôi đã cho như vậy. Trước đây chị luôn ăn các món ăn đầy chất đạm và mỡ. Chế độ ăn mới gồm 50% từ quả tươi và rau xanh. Ngoài ra tôi còn cho chị ăn rau nấu và các loại hạt như hướng dương, lạc, đỗ, mầm hạt và dầu của các loại hạt. Ba tuần sau khi nhịn ăn, lần đầu tiên tôi cho chị nhịn 10 ngày liền. Và đây là lúc chị bắt đầu cuộc sống mới của mình. Chị bắt đầu béo lên. Chị gái gây còm ốm yếu của tôi đã trở thành một người phụ nữ quyến rũ. Với các đường nét tròn chỉnh. Mỗi một phần của thân thể chị dường đường như được làm lại từ đầu. Tóc của chị trở nên óng ả, à, mà trước đây chưa hề có. Đôi má phớt hồng và trong mắt thì có một thứ ánh sáng như trẻ nhỏ. Cha mẹ tôi, bạn bè và hàng xóm bị sốc vì sự thay đổi của chị. Điều đáng ngạc nhiên nhất là chị trở thành một cô gái nổi tiếng nhất trong vùng. Và năm sau chị lấy được chồng, một người đàn ông rất xứng đáng. Họ sống rất hạnh phúc và đã có nhiều con. Chị gái tôi vẫn giữ vẻ đẹp và sự quyến rũ của mình trong nhiều năm sau. Ngoài nhịn ăn tôi còn hướng dẫn chị gái của mình một chương trình các bài tập. Chị bắt đầu bằng các cuộc đi dạo ngắn, sau đó dài hơn. Tôi khuyên chị nên thường xuyên thở không khí trong lành, tắm nắng và hàng ngày, tập các bài tập thở trong 20 phút. Điều mà chị tôi làm sau này, hàng trăm người đã làm lại. Nhịn ăn đã mang lại điều kỳ diệu cho cả người gầy lẫn người thừa cân. Cả hai loại người đều cần một chương trình sống theo tự nhiên, kết hợp với nhịn ăn định kỳ. Nhịn ăn đó là một chiếc chìa khóa màu nhiệm, giúp hồi phục lại sức khỏe và dẫn nó đến sự hoàn thiện. Nhịn ăn đó là một người làm sạch vĩ đại, bởi vì chỉ có, chỉ có trong một cơ thể sạch sẽ mới diễn ra được tất cả các chức năng bình thường của các hệ thống nhịn ăn đó là con đường để gì đến một sức khỏe tốt và một cuộc sống lâu. Tất nhiên là mọi người đều khác nhau, một số thì nhận được kết quả nhanh hơn một số thì lâu hơn. Nhưng nếu như bạn gầy và không đủ cân nặng, mà bạn đã thử tất cả các chế độ ăn bồi dưỡng mà không đưa lại kết quả thì đừng thất vọng. Hãy thử chương trình nhịn ăn. Hãy cho thiên nhiên một cơ hội để làm cho bạn trở thành một người có cân nặng bình thường. Tự do và nghỉ ngơi đúng sẽ dẫn con người đến những cuộc tìm kiếm chân lý không mệt mỏi. Một cuộc tìm kiếm không có kết thúc, chân lý đó là đỉnh cao của sự tồn tại. Cuộc đấu tranh với bệnh sổ mũi và bệnh cảm, tất nhiên là rất khổ khi bị ngạt mũi, nhưng bạn đừng đổ tại thời tiết, không phải lỗi tại gió lùa hay trời lạnh, hay chân bị ướt. Việc xuất hiện bệnh cảm đó là biến thể của sự tự chữa bệnh cấp tính. Nguyên nhân nằm trong sự mất đi sự sạch sẽ bên trong của cơ thể. Khi các chất cặn bã và độc tố rất nhiều, thì cơ thể đẩy chúng ra nhờ bệnh biến cấp tính, cảm, sổ mũi. Bạn đừng cho đó là bị nhiễm virus hay bị ốm. Bạn hãy hiểu rằng, trong trường hợp này cơ thể đang làm việc vì bạn nếu bạn cùng hợp tác với thiên nhiên thì bạn hãy giúp đỡ nó làm tốt công việc dọn sạch của mình bạn đừng uống bất cứ thứ thuốc gì ngăn chặn quá trình làm sạch đó điều duy nhất có thể giúp bạn lúc này là nhịn ăn thiên nhiên tự biết nó cần phải làm gì trong trường hợp này bạn chỉ cần làm một điều là nằm vào chăn ấm không ăn bất cứ một thứ thức ăn gì trong đó có cả quả tươi và nước quả thỉnh thoảng uống một lượng lớn nước cất nóng có pha mật và nước quả chanh và không làm gì nữa hãy chú ý theo dõi độ sạch của không khí trong phòng ngủ thường xuyên thông gió không đọc không nghe, không xem tivi, chỉ đơn giản là ngủ và nghỉ ngơi. Cố gắng đừng làm mất năng lượng, kể cả bằng những câu chuyện với người thân và bạn bè. Hãy cách ly bản thân mình một cách hoàn toàn. Bạn sẽ phải nhịn ăn bao lâu trong thời gian bị biến bệnh như vậy. Những bệnh như thế có thể xảy ra vào bất cứ thời tiết nào trong năm, nhưng thường xảy ra hơn cả là vào mùa đông. Thường thì chỉ cần 3 ngày là đủ để đứng dậy được, nhưng đôi khi có thể là một tuần hay 10 ngày. Đừng lo nghĩ về thời gian, chính bạn sẽ cảm thấy sức khỏe tốt hơn sau những đợt ốm như vậy. Tôi nuôi năm đứa con, thỉnh thoảng chúng bị sổ mũi, tôi đặt chúng vào chăn, cho nghỉ và nhịn ăn, sau một tuần chúng lại sức và trở lại khỏe mạnh bình thường. Hai đứa cháu của tôi cũng được dạy dỗ theo chương trình đó, và bây giờ tám đứa chất của tôi cũng vậy. Đa số mọi người cho rằng phương pháp đó quá đơn giản. Họ cho rằng cần phải uống một loại thuốc nào đó để chữa bệnh, có như vậy họ mới không bị nỗi sợ hãi xâm chiếm, đừng mất bình tĩnh. Ngay cả khi thiên nhiên làm việc quá lâu để đạt được công việc làm sạch cho sức khỏe của bạn mỗi người cần phải chú ý đến sức khỏe của mình cơ thể của mình giữ cho mình luôn ở trạng thái phấn khởi nhất đây là công việc quan trọng hơn bất cứ việc nghiên cứu một môn khoa học nào mỗi một người tự tạo nên cá tính của mình nhưng anh ta cũng là người gìn giữ sức khỏe và cảm quan của chính bản thân mình thiên nhiên tạo nên con người cho con người một lý trí đáng kinh ngạc và những khả năng sáng tạo để bằng trí thông minh con người có thể sử dụng những sức mạnh tự nhiên gìn giữ sức khỏe của mình nhịn ăn đó chỉ là một trong nhiều con đường dẫn đến một sức khỏe tự nhiên thiên nhiên đã cho ta một công cụ làm sạch đơn giản chúng ta chỉ cần đứng về phía nó và làm theo những quy luật của thiên nhiên một kiểu sống phù hợp với thiên nhiên cho phép ta có khả năng đạt đến sự hoàn thiện các giá trị về thể chất trí lực và tinh thần không có con đường ngắn để đi đến sức khỏe thiên nhiên cần chúng ta thực hiện một phần công việc của nó khi chúng ta nhịn là chúng ta làm điều đó thiên nhiên không bao giờ thể hiện điều kỳ diệu của mình khi chính chúng ta chưa mong muốn làm cho cuộc đời mình và tạo các thói quen phù hợp với thiên nhiên mọi sự dư thừa đều ngược lại với thiên nhiên hãy tin tưởng vào thiên nhiên theo kinh nghiệm sâu sắc của tôi không có một người nào có quyền nhận trách nhiệm chữa bệnh cho người khác bởi vì đây là công việc của thiên nhiên khi nhịn ăn và sử dụng toàn các thức ăn của thiên nhiên cùng với các thói quen tự nhiên khác bất cứ người nào cũng có thể làm cho cuộc đời mình trở nên khỏe mạnh sự tự làm sạch đó là một chức năng sinh lý từ bên trong mà chỉ có cơ thể mới có thể thực hiện còn khi chúng ta nhịn ăn chúng ta giúp cho công việc này tiến triển một cách hiệu quả hơn thiên nhiên luôn cố gắng giữ gìn cuộc sống và sức khỏe cho bạn, cho nên khi cơ thể bắt đầu công việc làm sạch dưới dạng bệnh cảm là điều mà thiên nhiên đang làm cho chúng ta. Hãy làm theo thiên nhiên, nó sẽ không bao giờ phản bội lại bạn. Nhịn ăn không bao giờ làm cho bị già trước tuổi. Hãy nhìn vào gương, nó không bao giờ nói dối bạn. Khi nhìn vào gương, bạn có cảm thấy hài lòng với chính mình hay không? Bạn có cảm thấy mình già đi và mệt mỏi không? Gương mặt bạn có phờ phạc và đầy nếp nhăn hay không? Ô của bạn trông có giống của người già hay không? Đôi mắt của bạn trông có mờ đi không? Bạn có nhợt nhạt không? Và bạn nói được gì về gương mặt của mình? Nó trông trẻ hay già? Không ai có thể trả lời những câu hỏi này khách quan hơn bản thân bạn. Bạn là người duy nhất có thể đánh giá về điều này không thành kiến. Bây giờ bạn cảm thấy thế nào? Bạn có đầy sức sống hay là đang ốm đau bệnh tật? Bạn nói gì về những khớp xương của mình? Bạn có đau khi cúi xuống không? Bạn ngủ như thế nào đêm vừa qua? Bạn ăn có ngon miệng hay không? Món ăn có cho bạn một khoái khẩu hay không? hay là sau mỗi khi ăn bạn lại cảm thấy khó chịu hệ thống bài tiết của bạn có bình thường không và ngoài tất cả những điều này ra bạn có cảm thấy hạnh phúc trong ngày hôm nay hay không hôm qua thì sao có cảm thấy sảng khoái hay nặng nề à, bạn có cảm thấy cái già đang đến gần rằng cuộc đời đang xế chiều bạn có thể nói càng về già tôi càng cảm thấy mình trẻ ra không hay là ngược lại càng già tôi càng cảm thấy tồi tệ hơn tôi hoàn toàn tin rằng bạn muốn nhìn thấy mình trẻ ra muốn cảm thấy mình khỏe và tràn đầy sức lực mà không kể gì tuổi tác tôi biết rằng bạn căm thù câu trông bạn già trước tuổi hãy cho phép tôi nói với bạn rằng nhịn ăn có thể đem lại cho bạn tất cả điều kỳ diệu này của thiên nhiên có thể giúp bạn ngăn lại sự già đi trước tuổi các nhà bác học lớn nhất của thế giới đã chứng minh rằng nhịn ăn đó là chiếc chìa khóa thần kỳ để mở cánh cửa đến với tuổi trẻ vĩnh cửu nhịn ăn đã làm quay thời gian ngược lại và cho phép những thay đổi tuyệt diệu trong cơ thể con người tôi không may đã thấy nhiều người bị già đi trước tuổi nhưng cũng rất hài lòng được thấy sự trẻ lại của họ nhờ vào nhịn ăn. Tôi nhớ lại người học trò của mình tên là Martin Connick. Anh đã nhiều năm làm trong lĩnh vực công nghiệp điện ảnh. Khi anh 40 tuổi, anh cho rằng mình đã già và đã đến lúc đối xử với mình như với một người trung niên. Tuổi thọ trung bình của người đàn ông Mỹ lúc này là 68 tuổi. Và thế là Martin quyết định rằng, đến 40 tuổi là anh đã sống được phần lớn cuộc đời, và bây giờ anh đã là một kiểu mẫu của những người trung tuổi. Trước đây anh là nhà vô địch môn tennis, nhưng đã lâu anh không ngó ngàng đến vợt nữa bởi vì cho rằng đó là trò chơi của người trẻ. Một lần ở trường quay, người ta kể cho anh nghe về những bài giảng của tôi. Anh cảm thấy hứng thú và đã đến nghe một trong những bài giảng đó. Bài giảng đã làm thay đổi cách nhìn của anh. Anh đã nghe thấy những điều mà hàng nghìn người khác đã nghe. Con người đã đạt được khoa học của sự chăm sóc cơ thể, đạt được bí mật của cuộc sống. Anh Martin cũng muốn cảm thấy trẻ trung và quyết định thử nghiệm phương pháp này. Anh bắt đầu bằng nhịn ăn 24 giờ ngay ngày hôm sau, sau khi nghe bài giảng của tôi anh chuyển sang các món ăn tự nhiên, nhịn ăn và sống theo tự nhiên đã làm cho anh quên mất tuổi tác. Mặc dù anh đã 40 tuổi, anh lại chơi tennis và còn cảm thấy mình mạnh hơn cả khi mình 20 tuổi. Anh tiếp tục nhịn, ăn theo tự nhiên và làm theo các quy tắc vệ sinh tự nhiên. Mỗi một ngày của anh được đánh dấu bằng những thành tựu mới. Sức khỏe của anh không những tốt lên mà anh lại trở thành vô địch môn tennis. 30 năm tiếp theo của cuộc đời anh liên tục tham gia hết tour nọ đến tour kia và thường xuyên thắng kể cả những người trẻ hơn mình. Bây giờ ông Martin là vô địch tennis giữa những người 70 tuổi. Đa số mọi người tin tưởng rằng, khi người ta 70 tuổi con người sẽ trở nên suy sụp. Ông Martin đã chứng minh ngược lại. Điều quan trọng không phải là đã sống được bao nhiêu năm trên đời mà đã sống như thế nào. Tôi dõi theo Martin và tự hào rằng, ông đã chứng minh, bất cứ ai cũng có thể hưởng thụ tuổi trẻ nếu như làm theo các quy luật của cuộc đời. Ở bất cứ lứa tuổi nào, thiên nhiên cũng cho ta khả năng quay về với tuổi trẻ. Vâng. Bạn có thể làm thay đổi tấm thân đã giả yếu của mình vì năm tháng, bằng một thân hình mới không bị phá hủy bởi thời gian. Sau một năm thực hiện chương trình nhịn ăn và sống theo tự nhiên, bạn có thể nhìn vào gương và sẽ ngạc nhiên bởi những thay đổi to lớn xảy ra với bạn trong thời kỳ này. Nếu như bạn tiếp tục sống theo chương trình được miêu tả trong cuốn sách này, thì sự thay đổi đến với với bạn sẽ làm người thân và bạn bè phải chú ý vì những kết quả đáng ngạc nhiên. Còn bạn thì không những nhìn thấy những thay đổi này mà trực tiếp cảm nhận thấy chúng bạn có thể đạt được điều này chỉ trong trường hợp bạn làm chủ được thể xác của mình. Hãy bắt đầu như anh bạn Martin từ việc nhịn ăn 24 giờ. Hãy đọc chương viết về ăn thế nào cho đúng trong quyển sách này. Hãy nhờ sự giúp đỡ của chín vị bác sĩ của thiên nhiên trong quá trình đi đến mục đích mà mình đã đặt ra. Họ luôn sẵn sàng giúp những ai muốn giúp chính bản thân mình. Nhịn ăn giữ cho các động mạch trẻ trung. Chúng ta thường rất ngạc nhiên khi được biết có bao nhiêu người chết trong các tai nạn giao thông trên các đường phố. Hơn 50.000 người hàng năm đã chết và hàng triệu người trở thành tàn phế suốt cuộc đời. Chúng ta cũng đau đớn khi nghe đến số người chết trong các tai nạn hàng không, rồi số người chết trong các chiến dịch quân sự trên khắp thế giới. Nhưng ấn tượng hơn cả là sự thật, cứ mỗi một giây lại có ai đó chết vì lên cơn đau tim. Cứ hai cái chết thì có một cái chết vì tim mạch. Bệnh tim được quyền gọi là tai họa của nền văn minh phương Tây. Năm 1965 thống kê xã hội cho biết, có 978.260 người bị chết vì bệnh tim của nước Mỹ. Căn bệnh này quả là đã đạt đến mức độ bệnh dịch vào thời đại của chúng ta. Kẻ thù không chỉ tìm thấy nạn nhân giữa những người tuổi già. Để chứng minh điều này người ta thử mổ xác 300 binh lính bị chết trong chiến tranh ở Triều Tiên và đã xác định được rằng 78% số người ở lứa tuổi từ 18 đến 25 có các động mạch bị thoái hóa, trong đó có cả các mạch máu của tim. Phải mất không ít thời gian để làm cho các động mạch trở trở nên tồi đi. Việc sử dụng lâu dài các chất như thuốc lá, rượu, các món ăn quá mỡ, các loại thịt, trứng, các sản phẩm sữa, bơ, dầu mỡ tinh chế. Các yếu tố khác giúp cho bệnh tim mạch phát triển là việc thiếu hoạt động tích cực. Trạng thái tồi của các động mạch dẫn đến ranh giới nguy hiểm, mặc dù người bệnh thường không cảm thấy sự nguy hiểm này. Có khi một người có các động mạch đã bị tổn thương đến 50% mà hoàn toàn không cảm thấy gì. Thậm chí cả khi các chuyên gia sử dụng các phương pháp nghiên cứu hiện đại cũng không phát hiện ra điều gì nguy hiểm. Các chất làm cho các động mạch bị tắc là cholesterol, các mô ký sinh. Việc tắc nghẽn xảy ra một cách từ từ, thành mạch bên trong càng ngày càng trở nên hẹp khiến cho máu không thể chảy qua đó ở mức độ cần thiết đủ để nuôi các cơ tim các hiện tượng mạch vành chỉ xuất hiện khi lỗ của các động mạch đã nhỏ một cách đáng kể việc thoái hóa các động mạch bắt đầu từ lúc tuổi còn trẻ dần dần tiến đến hư hỏng và tắc nghẽn và để rồi vào một ngày kia khi ta đang làm một việc nào đó như thường lệ bỗng cảm thấy rung rinh trong trong mắt và bất ngờ chết do cơn đau tim cấp hay trong trường hợp tốt hơn thì sẽ trở thành người tàn phế suốt đời cần phải giữ để cho các động mạch của mình luôn sạch khỏi những chất có thể dẫn đến sự thoái hóa và cuối cùng là dẫn đến cơn đau tim. Các cục tắc vôi hóa tạo ra trong quá trình ăn uống nói chung cũng có thể làm nên những tai họa không kém. Đa số mọi người không biết gì về tình trạng của các động mạch của mình cho đến khi tai nạn xảy ra. Cho đến khi các cơn đau chưa xảy ra, mọi người còn tiếp tục ăn những món ăn thường dùng và duy trì các thói quen bệnh hoạn. Tuổi tác của bạn được xác định do chính tình trạng các động mạch của bạn. Hãy nhớ rằng sự tắc nghẽn các động mạch có thể bắt đầu từ lúc trẻ tuổi và phát triển từ từ cho đến khoảng năm 55 tuổi. Chính trong tầm tuổi này thường xác định các trường hợp đau tim. Nói chung, tôi không cho rằng nhịn ăn là một phương tiên để chữa bệnh tim mạch. Nhịn ăn chỉ là một cách đề phòng. Bởi vì như tôi thường chỉ ra trong cuốn sách này, nhịn ăn chỉ là người làm sạch từ bên trong. Nó giúp cho các mạch máu được sạch sẽ, để máu được tự do nuôi dưỡng tim. Qua hệ thống ống dẫn này, máu mang các chất các chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể sự lưu thông khí huyết trong cơ thể cần phải được chắc chắn và nhịp nhàng. Nếu như việc cung cấp máu cho một bộ phận nào của cơ thể bị ngừng lại trong một phút, thì ta sẽ cảm thấy một cú đau đớn. Nếu điều đó xảy ra ở vùng mắt, thì sẽ dẫn đến sự xuất huyết và có thể bị mù. Tác động mạch cần phải được tự do, để cho dòng máu được tự do đi nuôi các tế bào trong khắp cơ thể. Bây giờ thỉnh thoảng cũng có thể gặp được những người đàn ông hay đàn bà ở lứa tuổi 70 đến 80 thậm chí cả 90 có được các động mạch sạch, mềm và đàn hồi. Không phụ thuộc vào tuổi tác, họ trông rất trẻ bởi vì các động mạch của họ không bị thoái hóa mà co giãn và chuyển động tốt. Nếu như cơ thể của những con người làm việc tốt, đào thải được các cặn bã độc hại thì tại sao những người này không sống thêm được nhiều năm nữa? Theo Thánh Kinh, trước nạn hồng thủy tuổi của một số người lên đến 900 năm. Chúng ta đã cười trước sự khẳng định này, cho rằng thời đó người ta không tính năm tháng như chúng ta bây giờ, nhưng liệu chúng ta có thể khẳng định điều này một cách dứt khoát không? Chính vì hoàn toàn có thể rằng, những người này biết ăn uống và sống đúng để giữ gìn các mạch mạch máu của mình ở tình trạng tốt. Việc thực hiện các chức năng một cách hài hòa của toàn cơ thể được duy trì tốt cho đến khi nào mà các mạch máu còn hoàn thành tốt và đúng công việc của mình. Khi chúng ta nói một người già đi có nghĩa là anh ta không biết ăn uống và sống như thế nào để giữ gìn các động mạch của mình trẻ và đàn hồi. Khi mà các động mạch đã bị hư hỏng, không thể hoàn thành tốt các chức năng của mình, máu sẽ không đến được các bộ phận trong cơ thể một cách đầy đủ và con người trở nên già yếu, bệnh tật và lầm cẩm. Họ chết một cái chết chậm bởi vì máu đi nuôi cơ thể và não của họ rất tồi. Nhưng nếu chúng ta nhịn ăn, toàn bộ sức lực của cơ thể ta dùng để làm sạch từ bên trong và cũng có nghĩa là làm sạch các mạch máu. Chính vì vậy mà sau khi nhịn ăn 10 ngày, thường cảm thấy một cảm giác nhẹ nhàng trong toàn cơ thể, trí thông minh trở nên sắc bén và dễ tiếp thu, trí nhớ tốt hơn. Xuất hiện mong muốn được hoạt động chân tay một cách tích cực. Tôi tin rằng, chúng ta có thể kéo dài cuộc sống của quả tim nhờ chương trình nhịn ăn kết hợp với chương trình ăn uống tự nhiên cho phép thải được các chất lạc làm, làm tắc nghẽn động mạch ra ngoài cơ thể chúng ta phải coi các mạch máu là chiếc chìa khóa của cuộc sống nếu như muốn chiến thắng trong cuộc đấu tranh vì sức khỏe khi chúng ta hết ngày này đến ngày khác ăn các món mỡ thì có nghĩa là chúng ta đang tích lũy các chất độc trong cơ thể mình và tất nhiên việc trả giá sẽ đến cơ thể đòi hỏi rất ít mỡ mà hàng ngày chúng ta ăn rất nhiều các thức ăn có mỡ và kết quả là chúng ta đứng vào danh sách những người bị bệnh tim mạch đây cũng là một trong những lý do mà tôi khuyên mọi người không nên ăn bữa sáng tôi biết rất nhiều người trẻ khỏe quen ăn những bữa sáng đầy chất nhưng tôi cũng biết được nhiều người trong số họ trở thành nạn nhân của các cơn đau tim mà một số người mau chóng xuống mồ còn một số khác thì trở thành tàn phế bạn cũng ăn những món ăn chỉ vì nghĩ rằng cần phải ăn như vậy mà không ý thức được sự nhầm lẫn trong kiến thức về môn sinh lý cơ thể mình sử dụng thức ăn đây là một khoa học nó là một cái gì đó hơn là nhận một sự hài lòng trước khi bạn bắt đầu chương trình trong quyển sách này bạn hãy hỏi ý kiến của các chuyên gia giỏi về các bệnh tim mạch, hãy xác định tình trạng của các mạch mạch máu và tim của mình, hãy kiểm tra huyết áp, mạch đập và sau đó thì duy trì chế độ ăn hợp lý và nhịn ăn hợp lý trong cả năm. Sau một năm bạn lại đến vị chuyên gia tim mạch nọ xem ông ta nói gì về điều kỳ diệu mà bạn đạt được.